chương 4220, tìm ra hung thủ. Vị đội trưởng mới này mạnh như thế, thật, đương nhiên là thật, biểu cứu của ta là người hầu trong tông nhân phủ, buổi trưa lúc ăn cơm hôm nay, biểu cứu đã chính miệng nói với ta, mãnh nhân này là người hạt nhân phủ. Ngoá, những bộ khoái này lắc đầu, xem ra đội trưởng của bọn họ gặp xui xẻo. Trong chàng, Lăng Hàn cười cười, các ngươi cùng lên đi, thật sự trang bức, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta sẽ thành toàn ngươi. Những đội trưởng này không có đặt cảm giác vinh dự vào trong lòng, bọn họ chỉ muốn giáo huấn Lăng Hàn một chút, cũng không cần quan tâm dùng thủ đoạn gì. Lại nói việc này không phải Lăng Hàn yêu cầu hay sao? Trên mặt bọn họ cười tô tuét, tất cả tản ra thành đội hình sau đó xuất thủ. Lên, không biết là ai kêu một tiếng, 13 tên đội trưởng cùng xuất thủ tấn công Lăng Hàn trước mặt. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ không thay đổi, trang bước là muốn chết, lúc này 13 tên đội trưởng đều nói thầm trong lòng, nhưng thế công vẫn không chậm chút nào vậy thì thành toàn cho ngươi. Trong nháy mắt công kích sắp đánh tới, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, ông, sát khí xung kích ra ngoài. Ba 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 ba, đạo khí thức này sinh ra giống như bài sơn đảo hải, 13 người không tự chủ ngã xuống đất cùng một lúc. Phốc, đám bộ khoái đang quan sát chung quanh sợ ngây người. Không phải chứ, 13 đội trưởng cứ ngã xuống như vậy. Bọn họ biết Lăng Hàn cường đại, có thể đánh bại Vương Á Phi, nhưng không dùng một chiêu liền đánh bại 13 cái đội trưởng bọn họ giống như chúng ta, tự mình ngã xuống. Dựa vào, chuyện này quá rung động đi, Lăng Hàn mỉm cười đầy mặt, tùy ý bước đi, nhưng mỗi một bước như đạp vào lưng các đội trưởng, những đội trưởng này rên gì, thật nặng, xương cốt của bọn họ đang rên gì. Bọn họ hoảng sợ, tại sao Lăng Hàn lại cường đại như thế? Luận bàn vui vẻ sao? Lăng Hàn hỏi, vui vẻ cái rắm, có nằm trên mặt đất bị người dẫm lên còn vui vẻ sao? Nhưng bọn họ nhìn biểu lộ nguy hiểm của Lăng Hàn hiện tại thì làm sao dám nói như vậy, liền vội vàng gật đầu không thôi. Còn muốn chơi không, Lăng Hàn lại hỏi, 13 cái đội trưởng vội vàng lắc đầu, hoạt động tương đối nhất trí. Lăng Hàn gật đầu, bước ra khỏi luyện võ tràng, hắn đang đi tìm hung thủ, bây giờ còn có hai cái khí thức không có bài trừ, nhưng sắc trời đã muộn, Lăng Hàn liền quyết định hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Hắn chưa có trở về hạt nhân phủ, hắn ngự ở trong phân phủ, Nói đến điều kiện, kỳ thật vẫn là hạt nhân phủ tốt một chút, nhưng nhà tù hoa lệ làm sao so sánh với không khí tự do. Một đêm qua đi, Lăng Hàn sớm rời giường, đón mặt trời mới mọc và tu luyện, kết thúc công việc không bao lâu, chỉ thấy trong phân phủ ồn ào. Hắn đi ra ngoài xem thì mặt tối sầm, bởi vì đêm qua lại có người chết, còn bị hút khô máu. Ở đâu, hắn vội vàng đi lên hỏi, ngõ số 4 tại Tú Hoa Thôn, Lăng Hàn lập tức xuất động, hắn đi về hướng Tú Hoa Thôn, hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất, lúc này nhanh chóng tới hiện trường vụ án. Bốn phía đã bị phong tỏa, cấm chỉ người không có phận sự đi vào. lang Hàn đi vào, chỉ thấy một thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt còn mang theo vẻ mặt hoảng sợ. Trên cổ thi thể có hai dấu răng rất sâu nhưng cũng không phải là chí mạng, cho nên nguyên nhân cái chết vẫn là mất máu quá nhiều. Hắn lấy ngọc thiềm thử ra, rút khí tức trong đó ra sau đó lại bài trừ từng cái. Vốn chỉ có hai hiểm nghi, lại so sánh một chút liền có thêm một đạo. Lăng Hàn bảo Ngọc Thiềm thử phát động truy tung, Thiềm thử lập tức hành động và đuổi theo một hướng. "Ngươi, ngươi, ngươi, đi theo ta." Lăng Hàn điểm ra ba người, ba người kia vội vàng đuổi theo, hôm qua Lăng Hàn đánh ngã 13 tên đội trưởng nên dựng lên uy vọng cường đại, bởi vậy bọn họ sẽ làm theo không nghi ngờ. Lăng Hàn mỗi đi đến một cái góc rẽ, lợi dụng Ngọc Thiềm thử một lần nữa định vị. Ba tên bộ khoái nhìn thấy Lăng Hàn cầm một con cóc, đây là chuyện khó hiểu, chuyện này cứ theo hắn thôi. Sau khi đi nửa giờ, Lăng Hàn đứng trước một căn phòng nhỏ. Ngọc Thiêm thư chỉ phương hướng là căn phòng này. Lăng Hàn đi lên trước, gõ cửa một cái nhưng không có người hưởng ứng. Hắn lại đập, vẫn không có người trả lời. Lăng Hàn thả thần thức ra dò xét, căn phòng này không người. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, bí lực hơi động thì cánh cửa tan nát. Lăng đội trưởng, ba tên bộ khoái đi theo, càng không giải thích được. Người đang yên đang lành xông vào nhà bình dân làm gì. Lăng Hàn chuyển cái ghế, hắn ngồi trong sân và kiên nhẫn chờ đợi, ba tên bộ khoái cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường. Đến trưa, cửa lớn khép hờ bị mở ra, đi nam tử vóc người cao lớn đi tới. Nam tử này dáng vẻ chừng 30 tuổi, mang trên mặt vẻ cảnh giác, hắn quát hỏi bốn người lăng hàn. Các ngươi là ai? Tại sao xông vào nhà ta? Lăng hàn cười nhạt một tiếng. Chúng ta là người thiên vũ phủ, về phần tại sao tới này, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam tử trung niên kia lắc đầu, nói, các ngươi là người thiên vũ phủ cũng không thể tùy tiện vào phòng của ta, ta không làm sai cái gì. Rời đi, ta bảo các ngươi rời đi. Lăng Hàn đứng lên, hắn đi tới trước mặt tên nam tử trung niên. Nam tử kia nghiêng người nhường lối. Đi, Lăng Hàn lắc đầu, tại sao ngươi hút máu người? Sắc mặt nam tử biến hóa, hắn vốn cho rằng Lăng Hàn đánh bậy đánh bạ mới tiến vào, nhưng câu nói này vừa lọt vào tai thì hắn hiểu ra, Lăng Hàn tuyệt đối bắn tên có đích nhưng thiên vũ phủ làm sao phát hiện ra mình thời điểm gây án rõ ràng đã xác định đối phương chỉ có một người tuyệt đối không có khả năng có người chứng kiến không được hắn muốn giết người diệt khẩu vừa nghĩ tới đây hắn há miệng lộ ra hai hàng nanh trắng um tùm cắn vào cổ lăng hàn một cái hai tay mở ra chụp vào vai lăng hàn nhanh lộ nguyên hình như thế lăng đội trưởng cẩn thận hắn chính là ác ma hút máu ba tên tên bộ khoái vội vàng kêu lên trong lúc nhất thời bọn họ cũng không có suy nghĩ lăng hàn làm sao tìm được hung thủ lăng hàn đưa tay ba hắn bóc cổ nam tử kia lực lượng hùng hồn áp chế cho nên tên nam tử không thể động đầy nam tử này có tu vi khai khiếu cảnh kỳ quái lăng hàn dùng nhãn thuật quan sát hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nói ngươi hút máu chạy đi đâu rồi sắc mặt nam tử này trắng lạ thường bởi vậy lăng hàn liền dùng nhãn thuật dò xét một chút lại phát hiện máu tươi trên người hắn ít tới thương cảm chỉ bằng một phần mấy chục so với người bình thường. Có thể tu đến hoán huyết cảnh, khí huyết hùng hồn không gì sánh được, làm sao có thể suy bại như thế. chương 4221, dừng lại, Lăng Hàn chỉ tay vạch ra như lưỡi đao, tùy tiện cắt làn da nam tử trước mặt. Miệng vết thương có một tia máu tươi chảy ra, giống như trong cơ thể người này căn bản không có máu. Một quái vật hút máu đáng lý phải có máu tươi sung túc mới đúng, làm sao lại giống như một thây khô vậy. Ồ, oh, ba tên bộ khoái ngạc nhiên hét lên, mang trên mặt kinh sợ mãnh liệt. Hình tượng này vô cùng quỷ dị, Lăng Hàn nhấc tên nam tử trung niên kia lên và nói đi, tại sao ngươi giết người? Nam tử trung niên kia đột nhiên không còn vẻ mặt sợ hãi, hắn nhe răng với Lăng Hàn, dáng vẻ cùng hung cực ác. Lăng Hàn siết chặt năm ngón tay lại, lập tức phát ra âm thanh ken két nhưng nam tử trung niên kia lại không phản ứng chút nào, giống như Lăng Hàn đang bóp cổ không phải là hắn. A, à, cảm giác không thấy đau đúng không? Ngươi muốn biết sao? Để ta cắn một cái người liền biết toàn bộ. Nam tử trung niên nói, cặp mắt của hắn bắn ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Lăng Hàn cảm giác có ý thức xâm lấn tâm thần của mình, muốn khống chế hắn, nhưng ba khối tiên cơ trong người hành động, tà niệm xâm lấn tan thành mây khói. Xoát, 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 nhưng sau lưng ba tên bộ khoái sau lưng Lăng Hàn đã xuất thủ bóp cổ Lăng Hàn. Đôi mắt ba người biến thành đỏ rực, bị khống chế, tiên cơ của Lăng Hàn có chất lượng trí cao vô thượng cho nên vạn tà bất xâm, nhưng ba tên bộ khoái không có năng lực mạnh như thế đã bị khống chế úm lăng hàn há miệng phun ra một cái phật âm banh chỉ thấy trên thân ba bộ khoái có khói đen xuất hiện chôn vùi trong nháy mắt ánh mắt ba người khôi phục bình tĩnh bọn họ đều mờ mịt thậm chí mang theo sợ hãi mãnh liệt vừa rồi ta giống như bị quỷ phụ thân ta căn bản không khống chế được thân thể của mình không đúng là một đạo ý chí ảnh hưởng tới ta làm ta hoàn toàn mất phương hướng của mình bọn họ nghĩ mà sợ không gì sánh được nếu không phải lăng hàn xua tan tà khí cho bọn họ, có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi lại là truyền nhân Phật tộc, nam tử trung niên kia cũng lộ ra vẻ giật mình, lục tử minh vương chú chính là hai đại tuyệt học của Phật môn, phổ độ chúng sinh, siêu độ tà ác, hiện tại lại có thể nhìn thấy trên thân người trẻ tuổi kia, thật sự là cực kỳ ngoài ý muốn. Có cả kinh hay không, ngoài ý muốn hay không, lăng hàn cười nói, tiểu tử, người không nên đắc ý, người không biết cái gì cả. Nam tử trung niên kia nói ra, Ba, đầu lâu của hắn nổ tung như dưa hấu, óc trắng bay tán loạn nhưng không có máu tươi. Trong nháy mắt Lang Hàn mở màn sáng tinh thần ra ngăn cản tất cả dơ bẩn, nhưng ba bộ khoái kia thực lực không mạnh, bất ngờ không đề phòng cho nên chúng đầy người. Có người sức chống cự tốt, có người thì không được, lúc này đang buồn nôn. Lang Hàn nhướng mày, tên hung thủ này lại tự bảo, kể từ đó manh mối cũng dừng lại tại đây, nam tử trung niên kia thật sự là hung thủ, nhưng vì sao hắn hút máu? Hắn hút máu lại đi nơi nào? những nghi hoặc này còn không chưa được giải quyết mang người này về phân bộ lang hàn nói tiện tay chỉ vào thi thể không đầu trên mặt đất vâng đại nhân ba tên bộ khoái đứng thẳng người và cung kính đáp ứng lang hàn quay lại phân bộ hắn có một cảm giác nam tử trung niên kia chết cũng không phải là sự kiện hút máu dừng lại tương phản vô cùng khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu sau khi ba tên bộ khoái mang theo thi thể tên trung niên quay về toàn bộ phân bộ đều oanh động có thể không kinh người sao Vụ án hút máu xảy ra 7 lần trước, thời gian vượt qua nửa tháng, nhưng vẫn không có người nào phá án. Nhưng đến Lăng Hàn, hắn vừa mới tới phân bộ, dưới tay không có thủ hạ nhưng lại có thể tìm ra hung thủ trong vụ án rách nát. Đương nhiên, không được hoàn mỹ chính là hung thủ tự sát. Sắc mặt 13 tên đội trưởng thối đen, Lăng Hàn càng có thể làm được việc, càng làm nổi bật sự bất lực của bọn họ. Dựa vào, người rõ ràng đã nắm giữ manh mối, vì cái gì bắt hung thủ lại không dẫn bọn họ theo? Có người lập tức đi đâm thọc, nói Lăng Hàn không hề có quan niệm hợp tác đoàn đội, chỉ biết là xính anh hùng, nếu không có những đội trưởng khác cùng đi, nhất định có thể bắt người sống mà không phải tự sát. Còn không chỉ một cái, những đội trưởng khác nhau nhau phụ họa, không lọt mắt vụ án Lăng Hàn phá, nắm chuyện không bắt được người sống và ngang ngược chỉ trích. Mấu chốt là nhan nhạc sinh giống như mắt mù, cũng nặng nề khiển trách Lăng Hàn một trận. Lăng Hàn cười lạnh, ra hỏa này đã cố ý khó xử khi hắn vừa mới tới, bảo hắn tiếp nhận vụ án phiền toái, còn muốn phá án trong 10 ngày. Hiện tại hắn phá án càng nắm chuyện không hoàn mỹ làm văn, đơn giản là khinh người quá đáng. Đối phương còn kén ba chọn bốn, Lăng Hàn trực tiếp xoay người rời đi. Lăng Hàn, Lăng Hàn, nhan nhạc sinh giống to, nhưng Lăng Hàn chỉ coi không có nghe được, hắn đi ra ngoài. Thao, hắn phát điên ném đồ xuống đất, cũng dọa không ít bộ khoái không hiểu chuyện lui đi. Sau khi tức giận xong, hắn mở liên tiếp khí. Mã đại nhân, tiểu tử kia đã phá án. Vâng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chế tạo phiền phức cho hắn, làm hắn ngoan ngoãn mình từ chức, chạy trở về hạt nhân phủ. Được, được chuyện ta lại báo cáo với ngài. Lăng Hàn thuê một tiểu viện gần đó, sau đó bảo đại hắc cầu cùng sắc trời khỏi hạt nhân phủ. Hắn lại leo lên tinh võng, phát địa chỉ cho nữ hoàng, lại qua hơn nửa giờ, nữ hoàng, hổ nữ các nàng chạy tới. Đám người lâm lạc, chu Hằng cũng bái vào tông môn, lấy thiên phú của bọn họ, làm đệ tử bồi dưỡng trọng điểm là chuyện không thành vấn đề thậm chí về sau đều sẽ trở thành cấp bậc đạo tử lăng hàn hồ nữ nhảy qua ôm lấy hắn giống như gấu trúc lăng hàn lộ ra nụ cười hắn liều mạng như thế là vì những người bên cạnh của mình sống tốt hơn đây là động lực của hắn phụ thân tốt bảy đứa trẻ cười hì hì qua lâu như vậy các nàng vẫn dáng vẻ đứa trẻ giống như sẽ không lớn lên nhưng thực lực của các nàng lại là tăng lên rất nhanh đều là bước vào chúc cực cơ không kém hơn lăng hàn chút nào Đường Vân Nhi thì bĩu môi, tên đẹp trai này xuất hiện làm nữ hoàng không để ý nàng, thật quá mức. Người một nhà đoàn tụ, đáng tiếc là đám người Lưu Vũ Đồng chỉ có thể bị vây trong nội thế giới. Lăng Hàn tin tưởng, chờ thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, dù là những người này không có đạt tới thiên tôn thì hắn cũng có năng lực mang bọn họ an toàn ra ngoài. Một đêm này, Lăng Gia vô cùng vui mừng. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tu luyện vào lúc mặt trời mọc, đám người nữ hoàng, đại hắc cầu đã sắp đạt tới trúc nhân cơ đỉnh phong, vừa vặn trong tay lăng hàn có lượng lớn hóa cơ đan, đủ giúp bọn họ tu hành thiên đạo cơ thạch tới hoàn mỹ cực điểm. Sau khi tu luyện kết thúc, lăng hàn liền lên tinh võng bắt đầu bài vị chiến. chương 4222, lại có vụ án mới. Lăng hàn vốn định ước chiến thủy nhất, từ đó tìm được tiền vào xem, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thủy nhất lại đột phá. Hắn hiện tại là cao thủ chú đỉnh, mặc dù tinh võng có thể áp chế tu vi, thực hiện đánh nhau cùng cấp công bằng, nhưng đối với thiên tài chân chính thì áp chế tu vi chính là không công bằng. Không chiến đấu cùng cảnh giới với mình, như thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên Thủy Nhất cự tuyệt hắn khiêu chiến, chỉ bảo hắn đột phá chú đỉnh lại diễn ra tuyệt thế đại chiến. Không chỉ Thủy Nhất, Vạn Đạo, Phá Thiên cũng đồng thời đột phá chú đỉnh, không muốn đánh nhau cùng cấp với Lăng Hàn. Được rồi, không thể kiếm tiền thì đi phá kỷ lục, cũng có thể lợi ít tiền. Lăng Hàn bắt đầu phá các loại ghi chép, cái gì lực cực hạn, tốc độ cực hạn, miễn là ghi chép thì hắn sẽ phá phá một cái liền có một ngàn tinh tế tệ ban thưởng gộp lại cũng không ít đây hắn hiện tại đã là trúc cực cơ thực lực mạnh mẽ đến mức độ không còn gì hơn tất cả ghi chép đều bị hắn phá vài lần mặc dù hắn không đánh nhau cùng cấp chân chính với thủy nhất thậm chí còn không có đánh với vạn đạo phá thiên nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tán đồng chỉ luận tư chất thiên phú lang hàn tuyệt đối là vạn cổ mạnh nhất mặc dù lực lượng mạnh nhất tốc độ nhanh nhất cũng không đại biểu chiến lực chính là cao nhất nhưng đã tới độ cao giống như Lăng Hàn, thủy nhất phương diện chiến đấu ai kém hơn ai. Lăng Hàn có thể vượt qua ba người thủy nhất ở các mặt, tuyệt đối là thiên kiêu vạn cổ mạnh nhất đến nay. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đang tìm kiếm bốn người bọn họ, có muốn thu bọn họ làm đệ tử, nhưng càng nhiều là hy vọng bắt lấy bọn họ, chậm rãi nghiên bí mật cứu trên người bọn họ, yêu nghiệt đến như thế không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không có khả năng không có căn cứ mà thành. Nhưng mà may mắn là bốn người Lăng Hàn đều che giấu thân phận của mình rõ ràng là danh chấn tinh võng, toàn bộ vũ trụ đều nghe nói tên của bọn họ, nhưng chân thân bọn họ là ai thì không ai biết. Tỷ như Lăng Hàn, có ai nghĩ huyền Bắc Quốc đưa tới một tên hạt nhân lại có thể mạnh hơn ba người thủy nhất, là tinh không đệ nhất nhân. Sau đó hai ngày trôi qua rất bình thản, Lăng Hàn trừ tu luyện ra cũng chỉ luyện đan, bồi bồi đám nữ nhân và tiểu hài tử, nhìn đại hắc cầu cùng sắc chư sỉ và lẫn nhau, mặc dù đơn giản lại tràn đầy ấm áp. Lăng Hàn muốn bỏ qua tất cả thị phi, cứ vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu một lúc mà thôi, hắn liền nghiêm túc, trong thế giới thực lực phi tôn, có ai tự do chân chính. Chỉ có được thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ người bên cạnh, mới có thể giữ vững bình thản hiện tại. Nhưng đến ngày thứ tư lại xảy ra chuyện, Lăng Hàn đi tới phân bộ theo thường lệ, lại bị gọi tới chỗ nhan nhạc sinh. Bang, đối phương vỗ bàn, hắn nện báo cáo vào mặt bàn và tức giận chỉ hắn nói. Lăng Hàn, người biết cái gì là tội khi quân không? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vãng trong ghế ngồi xuống. Đừng cho ta chụp mũ lung tung, đối phương cũng chỉ có tu vi nhân đỉnh, hắn không sợ. Nhan Nhạc Sinh đè ép hỏa khí, nói: "Đêm qua lại xuất hiện hung án hút máu, hơn nữa còn là ba vụ liên tục. Cho nên người mang thi thể về không phải hung thủ." Ồ, hai mắt Lăng Hàn sáng lên, hung thủ lúc trước tự sát, tất cả manh mối bị đoạn tuyệt, rất nhiều nghi vấn cũng chôn giấu. Hiện tại lại có hung án hút máu mới xuất hiện, mặc dù là thảm kịch nhưng cũng mang ý nghĩa có thể tìm được đáp án mới hắn cầm báo cáo lên xem và đây là ba hung thủ mới ngươi dựa vào cái gì khẳng định là ba người nhan nhạc sinh nói ba tên người chết nguyên nhân cái chết đều hoàn toàn giống nhau đều là bị hút tất cả máu tươi tương tự kinh người trực giác lang hàn nói trước đó mang về một người tuyệt đối là hung thủ tám vụ án mạng trước hiện tại lại có ba hung thủ mới hắc hắc sau lưng của bọn họ lại ẩn giấu cái gì nếu ngươi đã phá được vụ án liên hoàn đầu tiên như vậy ba vụ án này cũng giao cho ngươi ta cho ngươi thời gian ba ngày không thể phá án đúng hạn ta bắt ngươi hỏi tội nhan nhạc sinh cậy mạnh nói lăng hàn không nói lời nào chỉ nhìn hắn chằm chằm làm nhan nhạc sinh có chút không được tự nhiên nhan đại nhân tuyệt đối không nên sai lầm hắn từ tốn nói ngươi đang uy hiếp ta nhan nhạc sinh tức điên ngươi chỉ là trúc cơ mà thôi khẩu khí lớn thế sao lăng hàn nhoẻn miệng cười vụ án này ta tiếp trong vòng ba ngày sẽ tìm ra hung thủ, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là ta cảm thấy hứng thú, về sau, có tiếp bản án hay không phải xem tâm tình của ta. Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, banh banh bành, nhan nhạc sinh tức giận nện đồ, Lăng Hàn lập tức đi tới trong nhà ba người bị hại, ba tên bị hại có nhà cách xa nhau, bởi vậy Lăng Hàn tùy tiện tìm một nhà. Sau khi hắn đi vào nơi xảy ra án mạng, hắn cho Ngọc Thiềm thử thu thập khí tức, bài trừ bộ khoái, người nhà, bạn bè, liền chỉ còn ba khí tức xa lạ, hắn bắt đầu truy tung. Người thứ nhất, không phải, Lăng Hàn lắc đầu, hắn dùng nhãn thuật nhìn qua, khí huyết người này bình thường, cho nên hẳn không phải là hung thủ. Đổi, người thứ hai là tên phụ nữ trung niên, ánh mắt Lăng Hàn quét qua, liền lập tức phát động công kích, xèo, hắn trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt đối phương và đánh ra một trường, chẳng những phong tỏa tu vi đối phương, đồng thời còn giam cầm thần hồn. Máu tươi trong người kẻ này ít tới thương cảm, khẳng định chính là hung thủ hút máu. Lăng Hàn mang theo phụ nữ trung niên trở về phân phủ, trực tiếp vứt xuống trước mặt Nhan Nhạc Sinh. "Đã bắt sống hung thủ, tiếp xuống liền giao cho ngươi." Nhan Nhạc Sinh tức giận chưa tan, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. "Ngươi nói nàng là hung thủ, nàng chính là hung thủ sao?" Lăng Hàn nhún vai, "Ngươi có thể cởi cấm chế trên người nàng và thẩm vấn." Nhan Nhạc Sinh nhíu mày, sau đó lớn tiếng nói, "Ngươi tới, phía ngoài có bộ khoái chạy vào, đại nhân có gì phân phó? Chuẩn bị một gian hình phòng." chuẩn bị thẩm vấn. Vâng, hai bộ khoái kéo phụ nữ trung niên kia xuống, chói chặt hai tay hai chân, những đội trưởng khác cũng đến đông đủ, mặc dù bọn họ không có tham dự bắt, nhưng tham gia một chân vào thẩm vấn tự nhiên cũng có thể lăn lộn một ít công lao. Sau khi thu hồi cấm chế, phụ nữ trung niên kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại sao các người bắt ta? Ta lại không có tội gì cả. Lăng Hàn giơ tay lên, bốp, tay trái nữ nhân trung niên kia nổ tung, nhưng quỷ dị chính là máu tươi ít tới thương cảm phụ nữ trung niên kia lập tức nhìn sang Lăng Hàn, ánh mắt lạnh lùng. Lại là ngươi, nàng nói, a à, Lăng Hàn cũng phải sướng sờ, nữ nhân trung niên này nhận ra mình sao? Muốn nói nàng là một đám với tên nam nhân hút máu lúc trước thì Lăng Hàn tin tưởng, nhưng nam nhân hút máu tự bạo mà chết, cũng không tiếp xúc với bên ngoài, như vậy nữ nhân trung niên này làm sao nhận ra mình? Quả nhiên cổ quái, chương 4223, cảm bẫy, mau nói, vì cái gì ngươi muốn hút máu người? nhan nhạc sinh bày ra quan uy quát lớn một chú đỉnh cảnh nho nhỏ cũng dám làm càn hừ nữ nhân trung niên lạnh lùng nói nhan nhạc sinh vốn đã bị chọc giận gần chết nghe nàng nói như vậy sắc mặt tái đi quyền uy của hắn ở đâu đầu tiên là lăng hàn tu vi chúc cơ dám chống đối hắn hiện tại lại là một nữ nhân tu vi minh văn cảnh cũng không đặt hắn vào trong mắt đánh cho ta hắn phất phất tay nữ nhân trung niên hừ lạnh đột nhiên cặp mắt của nàng tỏa sáng ông ngay sau đó đôi mắt biến thành đỏ rực và tỏa ra khí thức điên cuồng trong nháy mắt bao phủ lý trí chỉ còn lại một ý niệm trong đầu giết người chỉ có hai người không bị ảnh hưởng một là lăng hàn một khác là nhan nhạc sinh nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng đôi mắt hơi đỏ lên nhưng so với kẻ khác hắn chỉ nóng nảy mà thôi cũng không có mất khống chế đến muốn giết người trong nội tâm lăng hàn chấn động loại mê hoặc này rất mạnh chính là chúc cơ cũng không thể may mắn thoát khỏi hơn nữa thì triển loại pháp thuật này cũng chỉ là một minh văn cảnh nho nhỏ minh văn cảnh có thể mạnh như vậy sao tuyệt đối không có khả năng thật sự tới mức này thì toàn bộ thế giới sẽ điên đảo nguyên nguyên nhân chân chính nằm ở đâu bành 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 đúng lúc này mọi người cũng đã ra tay đánh nhau những đội trưởng kia đều bị khống chế thần thức và tấn công vào nhan nhạc sinh cùng lăng hàn hừ nhan nhạc sinh nổi giận gầm lên một tiếng chiến lực chú đỉnh phát động chỉ khoát tay cũng chấn áp đám đội trưởng nằm xuống Yêu nghiệt, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn quát hỏi nữ nhân trung niên. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng một minh văn nho nhỏ có thể có được năng lượng khổng lồ như vậy, có thể mê hoặc cả trúc cơ. Nữ nhân trung niên cười ha ha cực kỳ điên cuồng, buồn cười thì cười, ba một tiếng, đầu của nàng nổ tung. Hoàn toàn giống như đúc hung thủ lúc trước, nhưng lần này lăng hàn lại mở thần thức ra, cẩn thận bắt giữ. Hắn bén nhạy phát hiện có một tia linh hồn ba động bay đi, nhưng tốc độ quá nhanh, hắn không thể theo kịp. Quả là thế, lăng hàn âm thầm gật đầu vì cái gì nữ nhân trung niên này chưa từng gặp qua mình lại có thể nhận ra hắn vì cái gì rõ ràng chỉ là minh văn cảnh nhưng có thể chống được cao thủ trúc cơ bởi vì nàng giống như nam tử hút máu lúc trước đều bị một tên cường giả lấy một sợi thần hồn nhập chủ hoàn toàn không phải mình cường giả này cảnh giới rất cao nếu không không có khả năng dùng một đạo thần thức liền có thể ảnh hưởng trúc cơ còn nữa máu tươi trong người nữ nhân trung niên và nam tử hút máu trước đó đi nơi nào có phải đã đưa cho cường giả kia không nhưng đối phương đã cường đại như vậy, vì cái gì không tự mình ra tay. Nguyên nhân có hai khả năng, một là người kia trọng thương không tiện hành động, chỉ có thể lấy thần thức đi ảnh hưởng người khác mang máu tươi cho hắn, từ đó tiến hành chữa thương. Mặt khác còn có thể thân phận của người kia quá dị ứng, không thể bại lộ gặp nguy hiểm, dù là khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ liền bỏ qua khả năng thứ hai, bởi vì nếu như thân phận mẫn cảm, vậy hắn cho huyết nô đi tìm máu tươi là thế nào? Cho dù huyết nô tìm hắn hay hắn tìm huyết nô, như vậy ba địa điểm sẽ bị người ta nhìn ra. Có lẽ cũng có khả năng, nhưng Lăng Hàn càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất, là cường giả nào đó bị trọng thương, hắn cần máu tươi trị liệu, nhưng bản thân lại không cách nào động đậy, chỉ có thể lấy thần thức đi ảnh hưởng người khác cung cấp máu tươi cho mình. Như vậy trong thành có bao nhiêu huyết nô? Lăng Hàn suy nghĩ tung lung tung, bởi vì cường giả kia thậm chí có thể ảnh hưởng đến trúc cơ cảnh, mà trúc cơ muốn giết người cũng quá thuận tiện, hủy thi diệt tích cũng hết sức dễ dàng người bị hại không phải chỉ 11 người, thậm chí mấy lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần con số này. chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng. Lang Hàn xuất động lần nữa, hắn đi bắt hung thủ còn lại, nhưng hắn tìm được nhà nhưng hai người kia chậm chạp không về. a, à, biết hắn có truy tung thuật đặc thù cho nên trốn tránh không trở lại. Lang Hàn tiếp tục giấu giấu vết đuổi theo, nhưng đi tới con sông lớn liền mất manh mối. hai người kia đã nhảy vào trong sông, dùng nước sông rửa khí tức. Không biết đã lên bờ ở nơi nào, Lăng Hàn đi ven bờ, không ngừng dùng Ngọc Thiềm thử tìm kiếm khí tức, gần nửa ngày vẫn không có thu hoạch. Hắn đổi tới địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm, tìm được, Lăng Hàn lộ ra nụ cười, hắn đồng thời bắt được hai đạo khí tức, hiển nhiên hai người đều hội hợp trên bờ. Hắn truy tung theo, đi thật lâu liền tới một nghĩa trang lớn. Ngọc Thiềm thử chỉ vào nơi này, Lăng Hàn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn lấy ra hư không thú phủ lên người che giấu hành tung chuyện này quá thuận lợi hai người kia nghĩ dùng nước sông che giấu khí thức tại sao bị hắn tìm được dễ dàng hơn nữa hai người còn cùng hành động giống như sợ hắn tìm không thấy cho nên khả năng đây là một cái bẫy có lẽ có siêu cấp cường giả ẩn nấp trong bóng tối cho nên lăng hàn nhất định phải cẩn thận một chút hắn tiến vào lăng mộ hắn đi dạo một vòng nhưng không thấy cái gì hắn thả ra thần thức tìm kiếm từng tấc từng tấc hả có phát hiện trong ngôi mộ này hắn phát hiện sinh mệnh ba động tại sao trong phần mộ lại có sinh mệnh ba động khí tức hai người trước biến mất tại đây nhưng hắn đã tìm toàn bộ nghĩa trang lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cho nên hai người kia trốn vào trong mộ là rất cao lang hàn không chút biến sắc hắn tự nhiên không sợ hai người kia nhưng nơi này có lẽ có cường giả bí ẩn mai phục hắn yên tĩnh chờ đợi kiên nhẫn mười phần sắc trời tối lại rất nhanh trăng lên giữa trời ánh sáng màu bạc chiếu sáng mặt đất banh một cánh tay ló ra khỏi bùn đất sau đó là một cánh tay khác phá đất chui ra. Nếu như Lăng Hàn không có chuẩn bị, đoán chừng sẽ bị dọa sợ nhảy lên, nhưng bây giờ chỉ cười nhạt một tiếng. Bành, lại một người phá đất mà lên, hai huyết nô đều xuất hiện, tên cường giả kia đâu, hắn đang ở nơi nào. Lăng Hàn rất kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi, lại qua mấy giờ, thẳng tới khi đêm đã khuya liền có cánh tay phá vỡ bùn đất chui lên. Nội tâm Lăng Hàn giật mình, bởi vì trước đó hắn nhưng không có phát hiện phía dưới còn trôn giấu một người sống nhất định là cường giả kia mới có thể giấu giếm được thần trí của hắn. Nội tâm lăng hàn giật mình, đây quả nhiên là một cái bẫy, nếu không phải hắn mười phần cẩn thận, nếu lộ bản thân ra ngoài, hiện tại tự nhiên chết thảm rồi. Banh, bùn đất phá vỡ, người thứ ba cũng đứng lên. Đây là một lão giả, mặt mũi và tóc đỏ thấm, hai cây răng nanh dài nhọn sắc bén, hai mắt đỏ thấm, nhìn móng tay của hắn vừa nhọn vừa dài giống như từng thanh từng thanh tiểu đao. Chương 4224, hung phạm. Lăng Hàn phát động nhãn thuật quan sát lão giả, nhìn không thấu, nếu như đối phương là trúc cơ, Lăng Hàn có thể nhìn rõ tu vi của đối phương rõ ràng. Nếu như là chú đỉnh, vậy ít nhất cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ tiên đỉnh, nhưng bắt đầu, từ sinh đan hắn không nhìn thấy cái gì. Không phải nhãn thuật không mạnh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp. Nhưng nhãn thuật hoàn toàn nhìn không thấu, nói rõ đối phương chỉ ít cũng là sinh đan cảnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa ngực của lão giả có cái hố giống như bị người ta dùng tay đánh thủng vẫn còn máu tươi chảy xuống nhưng tốc độ cực chậm hơn nữa máu tươi giống như thủy tinh giống như muốn động lại trên người hắn đáng chết lão phu cần càng nhiều huyết dịch hơn nữa lão giả này ho khan một tiếng vết thương trên người hắn vẫn đang hư thối trong ánh mắt của hắn toát ra sát ý lạnh lẽo ngũ đạo tử đợi lão phu khôi phục thương thế tìm tới bí cảnh tu vi lại tăng lên một tầng thì đó là giờ chết của ngươi còn có tiểu tử đáng chết kia lại có bảo vật truy tung khí tức, kém chút lộ nơi lão phu ẩn thân ra ngoài. Tiểu tử kia cũng thông minh, theo lý hắn đã sớm tìm tới nơi này lại chậm chạp không có hiện thân, hiển nhiên biết đây là cái bẫy. Lão phu phải chuyển sang nơi khác, vạn nhất hắn tìm được cao thủ, lão phu chỉ mới khôi phục tới tu vi chú đỉnh cũng không dễ ngăn cản. Hắn chỉ nói thế một mình, hai tên huyết nô vẫn đứng trang nghiêm giống như điêu khắc. Hai người các ngươi đến đỡ lão phu, lão giả ra lệnh với hai huyết nô hai người kia vội vàng đi đỡ hắn chờ thời điểm lão giả ra khỏi hố lăng hàn kinh ngạc phát hiện lão giả này đã mất một chân vết thương rất mới cùng ngực vẫn còn có máu tươi đang chảy xuống trái tim lăng hàn không ngừng đập mạnh hắn đang nghĩ có nên thừa cơ xuất thủ hay không đây là một cơ hội rất tốt địch nhân bố trí mai phục thất bại nên mất hứng rời đi đây là thời điểm thả lỏng nhất đối phương có thực lực chú đỉnh hắn bỗng nhiên phát động thiên văn ngọc đánh lén có tỷ lệ kiến công rất lớn Vấn đề đây có phải cái bẫy hay không? Có lẽ lão giả kia biết hắn đang ở gần, những lời trước đó là cố ý nói cho hắn nghe, đang hấp dẫn hắn xuất thủ. Không đúng, nếu như muốn dẫn ta mắc câu, vậy hắn phải nói chính mình có tu vi trúc cơ, nếu không kém một đại cảnh giới, cho dù tính đánh lén thì như thế nào, có mấy người có thể thành công. Lăng Hàn lập tức nói thầm trong nội tâm, dù sao trúc cơ cường đại giống như hắn là vạn cổ hiếm thấy, nếu lão giả kia cũng tính toán được như thế thì hắn quá trâu bỏ rồi. Lăng Hàn trầm ngâm một phen, cho rằng phán đoán của mình là đúng. Tốt, làm liều một phen, Lăng Hàn lấy thiên văn ngọc ra, sau khi rót niệm lực vào liền hành động. Hắn lặng lẽ tiếp cận, vào lúc cách lão giả năm Trượng, hắn không tiếp tục tiếp cận, tâm niệm vừa động và phát động thiên văn ngọc bay ra ngoài. Giết, Lăng Hàn cũng phát động chỉ xích thiên nhai sông về phía trước. Việc này quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới tại nơi chống trải lại có công kích đột nhiên xuất hiện. Thiên văn ngọc phá không bay đi, vận tốc gấp 40 lần âm thanh là cực nhanh. Lão giả kia kinh hãi không nhỏ, nếu như hắn có chuẩn bị, với tu vi chú đỉnh hiện tại cũng có không gian né tránh, nhưng việc này quá đột nhiên, hơn nữa khoảng cách cũng quá gần, hắn không tránh được. Lão giả này cũng tàn nhẫn, hai tay bắt lấy hai tên huyết nô ngăn cản trước người. Bang, bang, thiên văn ngọc nện lên người bọn chúng và xuyên thấu qua, lực lượng cường đại xoắn thân thể hai huyết nô thành thịt nát giống như khí cầu bị đâm thùng, Tốc độ của thiên văn ngọc chỉ hơi giảm bớt một ít và tiếp tục tấn công vào lão giả. Lão giả hét lớn một tiếng, xoay tay phải vỗ vào thiên văn ngọc. Bành, chỉ thấy máu tươi tỏa ra, tay phải bị đánh nát, sau đó cánh tay cũng sụp đổ chỉ còn lại tới khuỷu tay mà thôi. Ai, lão quá chú đỉnh rất khó giết, lang tộc đại tế tự như thế, lão giả này cũng là như thế. Lang hàn cảm thán trong lòng, thân thể giết tới và phát động chiến thần tam thức, năng lượng hủy diệt bao phủ hắn vừa lao tới liền phát động công kích mạnh nhất của mình. Lão giả kia đau lòng chết được, đương nhiên không phải vì hai tên huyết nô, thứ này có thể tùy ý bồi dưỡng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng vì ngăn cản một kích của lang Hàn nên hắn mất đi tay phải, đây là tổn thất to lớn. Hắn đã mất một chân, hiện tại mất đi một tay, chiến lực tự nhiên sẽ sụt giảm. Mấu chốt là xuất thủ chỉ là một tên trúc cơ, hắn đường đường hóa linh chân quân nhưng lại bị trúc cơ đánh tàn phế. Vô cùng nhục nhã. Đây thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn là hóa linh chân quân cao cao tại thượng, cho dù bị Thiên Văn Ngọc đánh lén thì như thế nào, loại pháp khí cấp thấp này ở trước mặt hắn không khác gì đồ chơi. Tiểu tốt đáng chết, hắn gầm lên một tiếng, khí thế cấp bậc hóa linh phát động tấn công Lăng Hàn, đồng thời đưa tay trái ra bóp cổ Lăng Hàn. Hắn thật sự không dám xem thường Lăng Hàn chút nào, trực tiếp dùng khí thế cấp bậc hóa linh đi áp chế Lăng Hàn, đây là ưu thế lớn nhất của cảnh giới, từ cấp độ đã nghiền ép trung sinh nhưng khí thế này không có chút tác dụng gì với Lăng Hàn. Tiên cơ của hắn giống như tiên môn viễn cổ xây thành, có thể nói là tiên đạo cơ thạch cực kỳ cường đại trên đời, có cơ sở ổn như thế, hắn còn sợ khí thế áp chế hay sao? Chiến thần thức thứ nhất bộc phát, Lăng Hàn lại thêm một chiêu, hắn há miệng phun kim kiếm, đồng thời còn phát động sát khí xung kích. Sát khí xung kích oanh kích đầu tiên nhưng không có chút hiệu quả nào, đối phương cũng không phải chú đỉnh chân chính, mà là hóa linh chân quân, tranh lệch cảnh giới quá lớn, hoàn toàn không có khả năng có hiệu quả. Nhưng Lăng Hàn cũng không có đặt hy vọng ký thác vào trên đó, chiến thần tam thức và năng lượng hủy diệt mới là đòn sát thủ của hắn. Oanh, hai người đấu một lúc, Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy xương cốt trên người run rẩy giống như sắp tan thành từng khúc. Lão giả chỉ khôi phục tới thực lực chú đỉnh cảnh, nhưng tuyệt đối không phải nhân đỉnh mà là thiên đỉnh. A, à, lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặc dù đánh Lăng Hàn bay đi nhưng tay trái vẫn dính năng lượng hủy diệt. Vẫn ăn mòn thân thể của hắn, lấy năng lực hiện tại của hắn vẫn không thể khu trục, chỉ có thể ngăn chặn, hai ngón tay biến mất không thấy đâu nữa. Lực phá hoại thật khủng khiếp, lão giả vừa giận vừa sợ, hắn cố ý thu hồi hai huyết nô chính là vì dẫn Lăng Hàn mắc câu, giải quyết một tai họa ngầm, ai nghĩ tới lại dẫn tai họa lớn hơn. Hiện tại tứ chi của hắn chỉ còn lại một đùi phải cùng cánh tay trái, tay trái còn thiếu hai ngón tay, kết quả chính là bi kịch. Chết, 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 hắn vô cùng phẫn nộ và điên cuồng tấn công Lăng Hàn. Đây chính là chiến lược cấp bậc thiên đỉnh, quá kinh khủng, mặc dù Lăng Hàn chống lại chiến thần tam thức nhưng vừa mới tiếp xúc, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, màn sáng tinh thần vỡ vụn trong nháy mắt. Oa, wow, Lăng Hàn nôn máu tươi, cảm thấy cơ quan nội tạng trong cơ thể đã bị hủy hoại một nửa. Đó là vì hắn đánh chắc cơ sở quá tốt, nếu không một kích này đủ oanh sát hắn. Chết, lão giả nhảy lên và tấn công Lăng Hàn, chương 4225, hút chết chính mình. Ông, một tòa bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Lăng Hàn, ngàn vạn hỗn độn khí xuất hiện, có ánh sáng lôi đình lóe sáng, thần uy bàng bạc. Bành, lão giả lao lên và xuất một trường nhưng bị hỗn độn khí ngăn cản, cánh tay của hắn chìm xuống. Hỗn độn cực lôi tháp, đế binh, nhưng mà lão giả kia trung quy chỉ có chiến lực cấp bậc thiên đỉnh, hắn hét lớn một tiếng, tay chân cùng phát lực ngăn cản xu thế chìm xuống của thân thể. Hắn giật mình, mặc dù mình bây giờ chỉ có thực lực thiên đỉnh, nhưng đối đầu với trúc cơ không phải là nghiền ép tuyệt đối hay sao? Loại nghiền ép này tuyệt đối không phải khí thế có thể thay đổi, giới hạn ở cảnh giới, cho dù là pháp khí tứ tinh, ngũ tinh có thể phát huy uy lực cũng có hạn. Nhưng dựa vào cái gì những hỗn độn khí này có thể làm hắn lảo đảo? Trừ phi là, nội tâm hắn hơi động, chẳng lẽ là thánh khí hay sao? Vật liệu có thể chế thành thánh khí, trời sinh sẽ có uy năng khó hiểu, cho nên dù là võ giả cảnh giới thấp sử dụng, thường thường cũng có thể phát huy ra uy lực vượt qua cảnh giới. Lấy ra cho lão phu, lão giả kia cải biến mục tiêu công kích, hắn chụp lấy hỗn độn cực lôi tháp, muốn cưỡng bắt tới. Chi, ánh sáng lôi đình tấn công vào lão giả, việc này quá nhanh, cho dù là lão giả cũng không thể trốn tránh, hắn bị đánh vặn vẹo, dòng điện phun trào làm toàn thân hắn run rẩy, tóc cũng dựng đứng. Có thể xem thường uy lực của đế binh, lăng hàn hét dài một tiếng, thừa cơ phát động phản công. Lão giả kia thật sự rất mạnh, thiếu một tay một chân cộng thêm hai ngón tay, bị điện tê dại nhưng hắn vẫn có thể đánh ra một trường ngăn cản lăng hàn. Bang, hai người đánh nhau lang hàn phun máu lần nữa lão giả cũng không chịu nổi sắc mặt tái nhợt vết thương ở ngực khuỷu tay ngón tay chân chảy máu tươi rất dọa người lão giả quá sợ hãi hắn tu công pháp đặc thù máu tươi chính là căn nguyên năng lượng của hắn đây chính là nguyên nhân hắn bị trọng thương lại sử dụng nguyên thần điều khiển huyết nô hút lượng lớn máu tươi có thể giúp thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn nhưng trái lại hiện tại hắn mất máu quá nhiều chẳng những sẽ ảnh hưởng chiến lực của hắn nghiêm trọng còn làm hắn chết đi hắn sinh ra tham lam cùng tức giận, hắn muốn lấy thánh khí này cỡ nào, rơi vào tay một chút cơ nho nhỏ chính là mai một bảo bối. Nhưng chút cơ nho nhỏ này lại ép mình vào tuyệt lộ, đây là việc làm hắn tức giận. Chính mình chính là hóa linh chân quân đấy, thổi một hơi cũng có thể chém giết con sâu cái kiến vô dụng kia. Chờ sau khi khôi phục thương thế lại hút khô máu của tiểu tử này, biến thành thi nô không có ý chí. Lão giả đã muốn rút lui, thân thể hơi xoay chuyển, hiển nhiên hắn muốn bỏ trốn nhưng hiện tại hắn chỉ còn một cái chân, có thể chạy nhanh cỡ nào. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt đã đuổi kịp đối phương, hắn liên tiếp công kích, nhất là hỗn độn cực lôi tháp, mỗi một đạo hỗn độn khí đều nặng như núi cao, mỗi một đạo lôi đình đều lăng lệ không gì sánh kịp. Lão giả kêu gào thảm thiết nhưng không có biện pháp gì, ai bảo hắn bị trọng thương chỉ còn lại cái chân chứ. Tiểu tử, đây chính là người ép lão phu, lão giả cắn răng nói ra, cuối cùng hắn cũng vận dụng pháp khí, đó là một cái chống lắc, hắn cắn nát đầu lưỡi, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi lên cái trống. a à, toàn thân của ngươi là máu, cần gì phải cắn chính mình? Lang Hàn buồn bực nói, đúng, đúng, lão giả cũng sướng sờ, tại sao phải cắn đầu lưới của mình? Mặc dù pháp khí của mình cần máu tươi phát động, nhưng bây giờ không phải mình đang chảy máu ròng ròng hay sao? Thua lỗ, bệnh thiếu máu, hắn hết sức buồn bực, bị một tiểu nhân vật chê cười, mất mặt ném tới tận nhà. Chết, hắn thẹn quá hóa giận. Mặc kệ, miễn là giết được tiểu tử này, tất cả sỉ nhục sẽ tan thành mây khói. Oanh, hắn toàn lực phát động, tiếng trống sinh ra âm thanh. Oanh, 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 từng âm thanh như đâm thẳng vào tim lăng hàn, thất khiếu của hắn chảy máu tươi. Đây vốn là bảo khí cấp bậc hóa linh cảnh, nếu như phát huy toàn lực, lăng hàn sẽ hóa thành bãi máu trong nháy mắt. Hiện tại lão giả trọng thương, đã không thể phát huy uy lực, hơn nữa bản thân hắn có khổ cũng tự hiểu, bởi vì một khi vận chuyển bảo khí sẽ liên tục rút khí huyết của hắn. Bình thường lúc không quan trọng, hắn đi hút máu của người khác là tốt rồi, nhưng bây giờ chính mình lại mất máu quá nhiều, hắn làm sao chịu được dày vỏ như thế. Động một tí là sẽ chết, cho nên hắn suy nghĩ thoát thân đầu tiên, bị ép vào tuyệt lộ nên mới chịu liều mạng. Oanh, 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 lão giả lắc lắc cái trống, chính mình cũng không tốt hơn nơi nào, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đây không phải là máu, nó giống như xác ong. Dựa vào, muốn chết người, ông, hỗn độn cực lôi tháp bạo phát hỗn độn khí vô tận, từ đó suy yếu sát thương từ âm thanh của bảo khí lăng hàn không ngừng tụng niệm lục tự minh vương chú âm thanh kia không phải tà vật mà là lực phá hoại thuần túy nhưng lấy âm phá âm vẫn có chút tác dụng lăng hàn hét lớn một tiếng phát động yêu hầu quyền khí tức ngang ngược lưu chuyển đấm ra một quyền hào quang bảy màu tỏa ra sáng ngời toàn bộ thiên địa giống như hóa thành bóng tối vô tận chỉ đấm ra một quyền một quyền có thể phá vỡ cả một ngôi sao lúc trước đấu chiến thánh hoàng sử dụng khẳng định sẽ có uy năng đánh nát ngôi sao nhưng trong tay Lăng Hàn cũng chỉ có khí thế mà thôi. Cho dù là khí thế cũng dọa lão giả sợ hãi không nhỏ. Đây chính là đế thuật chân chính, đánh ra một quyền, lão giả trúng chiêu, ngực thừa nhận một quyền nặng nề, may mắn không phải vết thương ban đầu, nếu không một quyền này sẽ lấy mạng của hắn. Lão giả bị đánh lui 30 trượng, hắn cúi đầu nhìn xuống, ngược lại thêm một cái hố nhỏ, chỉ ít ba cái xương sườn bị một quyền này đánh gãy, ngực của hắn lõm xuống. Đây là bảo thuật gì, quá kinh khủng, uy lực một quyền có thể đạt tới tình trạng như thế. Thánh nhân Pháp, nhất định là thánh nhân Pháp, vận khí của tiểu tử này thật nghịch thiên, đạt được thánh nhân truyền thừa, cho nên tay cầm thánh khí, quyền là thánh nhân Pháp. Lão giả đỏ mắt, hắn muốn liều mạng, thánh nhân truyền thừa đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Đi chết đi, hắn càng lắc chống nhiều hơn, khí huyết vốn không nhiều cũng bị hút đi, toàn bộ thân thể chẳng còn sắc máu, hơn nữa đang khô héo đi, giống như hóa thành xương khô. Pháp khí này thật tà dị. Chẳng lẽ lão giả này thích tự ngược, nếu không đầu óc của hắn có vấn đề. Hỗn độn cực lôi tháp trên đỉnh đầu Lăng Hàn, miệng niệm lục tứ minh vương chú đối kháng công phạt từ bảo khí, mặc dù thất khiếu vẫn chảy máu nhưng sinh cơ trong cơ thể bừng bừng, hắn không bị đánh chết. Vài phút về sau, lão phu, không cam lòng, lão giả kia không cam lòng gào lên, cả người đã như thây khô, hắn bị bảo khí của mình hút sạch máu. Trường 4226, uy hiếp không biết tên. Lão giả ngã xuống đất, đường đường hóa linh chân quân bởi vì chịu trọng thương nhưng chết trong tay trúc cơ thật sự oan uổng không gì sánh được hắn chết không nhắm mắt hai mắt mở to càng lộ ra một tia tham lam đoán chừng hắn đến chết vẫn còn nhớ thánh nhân truyền thừa nếu như hắn biết căn bản không phải thánh nhân truyền thừa mà là đế binh và đế thuật không biết hắn sẽ đau lòng cỡ nào lang hàn cũng đặt mông ngồi xuống đất hỗn độn cực lôi thắp tự động quay về chui vào trong nghi tâm của hắn pháp khí bản mệnh cất vào trong cơ thể lần chiến đấu này rất nguy hiểm thất khiếu của hắn chảy máu, nội tạng bị phá hư hơn phân nửa, cũng tổn thất vài chục năm thọ nguyên. Khó trách trúc cơ có thể sống một ngàn năm, tiểu thừa cảnh có thể sống bốn vạn năm chỉ là lý luận trên sổ sách, bởi vì trong chiến đấu sẽ có trọng thương, làm như vậy sẽ tiêu hao tinh khí thần, cho dù chữa thương tốt nhưng vẫn lưu lại ám thương, đây là việc không thể chữa trị. Trừ khi hắn có thể ăn thánh dược, chữa trị thân thể hoàn mỹ. Lăng Hàn ăn đan dược chữa thương, vận chuyển cổ dương thiên kinh, sau khi áp chế sôi trào trong thân thể, Cơ quan nội tạng tổn hại được dược lực cùng bí lực song trọng làm dịu đã khôi phục trên cơ bản, nhưng muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cũng cần thời gian vài ngày. Đúng lúc này, trên người lão giả đột nhiên sáng lên. Cái quỷ gì, xác chết vùng dậy sao? Lăng Hàn đã sớm chuẩn bị dùng Thiên Đạo Hỏa, với trạng thái của hắn hiện tại khẳng định đánh không lại một tên chú đỉnh cảnh. Ông, chỉ thấy cái trống lắc lư, xèo, nó phá không bay đi. A, à, Lăng Hàn không hiểu, pháp khí mất đi chủ nhân lại chạy đi tuyệt không có khả năng, trừ phi, hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy bên cạnh thân thể lão giả có ánh sáng tỏa sáng, nó không ngừng chuyển động và tạo thành hình nhưng vẫn không thể tạo hình. Dám phá hỏng đại sự của ta, sâu kiến, một giọng nói vang lên, là thần thức truyền âm, lang hàn giật mình, trong nháy mắt hiểu ra, âm thanh tới từ chủ nhân của cái trống, không biết nguyên nhân gì mới bị lão giả sử dụng, hiện tại lão giả chết một lần nên bị chủ nhân thu về, còn hiển hóa ra một sợi thần thức uy hiếp hắn. Ha ha, sợ ngươi sao? Lăng Hàn suy nghĩ như thế, hắn dùng khối đá ném tới nhưng thần thức vô hình, tảng đá xuyên qua ánh sáng. Thật to gan, hiển nhiên là một tên siêu cấp cường giả, có thể từ một góc nào đó của vũ trụ làm thần thức hiển hóa, có lẽ là cao thủ mạnh hơn cả giáo chủ. Bang, đáp lại hắn là tảng đá lớn hơn xuyên qua ánh sáng, nặng nề nện xuống đất, dương lên đầy trời bùn cát. Tốt, 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 đoán chừng tên cường giả kia tức giận không nhỏ, hắn gào lên. Bang, một tảng đá lớn hơn bay tới, trực tiếp nện vào thi thể của lão giả, lúc này ánh sáng biến mất. Trong nháy mắt có ánh sáng xuất hiện trên tảng đá, ngươi nhất định phải chết." Thần thức của tên siêu cấp cường giả lên tiếng, nhưng nói xong thần thức biến mất, dường như sợ bị Lăng Hàn nện tảng đá tiếp. Chưa thấy qua tiểu tử miệng còn hôi sữa nào dám to gan như vậy, tên cường giả kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên không sợ, nếu như tên cường giả này có thể xuất thủ sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt hắn hoặc giết hắn hiển nhiên đối phương cũng ngoài tầm tay, chỉ có thể đùa nghịch miệng lưỡi mà thôi. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó ổn định thương thế và đứng lên, nhất niệm vừa động, tảng đá trên thi thể lão giả bị niệm lực của hắn ném đi. Trên mặt đất, thi thể của lão giả cũng không bị phá hư, có thể tu đến hóa linh cảnh, xương cốt làn da cứng cỏi không gì sánh được, chỉ ít không phải một khối đá có thể phá hư thậm chí đặt cả ngọn núi lên cũng không hư hao gì. Lăng Hàn lục soát một cái thi thể của lão giả, phát hiện một kiện không gian pháp khí. Đồ vật bên trong không nhiều lắm, có hơn trăm khối đạo thạch, còn có một tấm kim loại. Kim loại không rõ làm bằng vật liệu gì, nó cực kỳ mỏng, phía trên có một bức họa giống như địa đồ. Có thể được một hóa linh chân quân cất giữ cũng không đơn giản. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn thu hồi và chậm rãi nghiên cứu. Trừ những thứ này ra cũng không có gì, thật nghèo. Hóa linh chân quân đấy, thật sự là keo kiệt. Lăng Hàn cũng có thể đoán được, phần lớn tài phú của lão giả đều đặt trong tinh võng, lấy hình thức tinh tế tệ tồn tại, không thể nghi ngờ hắn vừa chết tất cả tài sản đều thuộc về thường gia trong thế giới này mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đột tử tài phú của bọn họ trong tinh võng đều bị thường gia bỏ vào trong túi không cần gạch bỏ tinh tế tệ vốn là hư cấu thường gia phát hành vạn ức vạn vạn ức thì như thế nào căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ chỉ có hối đoái tinh tế tệ thành đạo thạch thường gia mới có thể lấy ra ngoài ai thường gia thật sự kiếm lớn lang hàn nói một câu xúc động tứ phương đại đế lưu lại cái chén vàng cho hậu đại của mình. Cũng may thường ra là đế tộc, nếu không, cho dù đổi thành thánh địa cũng không có khả năng thu được tài phú lớn như thế. Lăng Hàn cảm thán một lúc, mang theo thi thể của lão giả quay lại. Sau khi quay về phân bộ, hắn giao thi thể cho nhan nhạc sinh, ném lên mặt đất và nói. Ây, đây chính là hung thủ chân chính của vụ án lần này. Nhan nhạc sinh không quan tâm thái độ của Lăng Hàn, hắn nhìn lướt qua lão giả, lỗ chân lông toàn thân đã đóng chặt. Đây là cường giả vượt xa hắn, hổ chết dư uy vẫn còn, làm cho hắn run rẩy không thôi. Làm sao có thể? Rốt cuộc hắn mở miệng, hắn vô cùng chấn kinh, Lăng Hàn nhìn sang, sâu trong mắt còn có kiêng kỵ. Lăng Hàn lại giết được cường giả như thế, ngươi xem, tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt, lão giả đoạn mất một tay một chân, ngực có lỗ thủng lớn nhỏ. Tuyệt đối không có khả năng là đánh lén tạo thành, bởi vậy có thể thấy được thực lực Lăng Hàn mạnh cỡ nào. Trời ơi, ngươi, ngươi giết hắn run rẩy nói ra cho dù là hắn cũng không địch lại cường giả như thế lang hàn cười nói người thật do ta giết nhưng khi ta tìm thấy hắn hắn đã trọng thương chỉ có thực lực trúc cơ bị ta lấy được tiện nghi hắn đè thấp thực lực lão giả xuống một cấp độ nếu không trúc cơ giết chú đỉnh thiên cổ chưa có đoán chừng hắn sẽ bị mang đi nghiên cứu hiện tại trúc cơ giết chiến lực trúc cơ vậy thì không có vấn đề hắn vốn là trúc cơ mạnh nhất trong thanh long hoàng triều nhan nhạc sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó cảm thấy xấu hổ, hắn lại bị một chút cơ dọa. Hắn ho khan một cái, cố giả bộ uy nghiêm, làm sao người biết hắn là hung thủ hút máu. Mời cường giả kiểm tra thi thể là biết, Lăng Hàn từ tốn nói, ta còn giết hai tên huyết nô, nhưng không biết lão đầu này mê hoặc bao nhiêu người, hắn hiện tại chết rồi, thần hồn khống chế cũng mất đi hiệu lực, cho dù có huyết nô khác cũng đã khôi phục rồi. chương 4227, Tàng Bảo Đồ Nhan nhạc sinh vội vàng lục soát thân thể lão giả, tự nhiên hắn không có phát hiện ra cái gì, lúc này lườm lăng hàn. Đồ trên người hắn đâu, sao ra, đây đều là vật chứng, không được nuốt riêng. Ha ha, đây là trò cười, ta bằng năng lực giết hắn, tại sao phải giao ra? Lăng hàn biết, đối phương chỉ có lòng tham mà thôi, dù sao lão giả này chính là hóa linh chân quân, ngẫm lại cũng biết, dạng cường giả này khẳng định có gia sản kinh người. Hắn lắc đầu, không có, ngươi thấy ta giống đồ đần sao, nhan nhạc sinh lạnh lùng hỏi ra, lời nói dối quá cấp thấp. Lăng Hàn gật gật đầu, giống, biết ta không phải, nhan nhạc sinh không nghĩ tới Lăng Hàn lại to gan và trực tiếp như vậy, lại có thể gật đầu, mặt của hắn tái đi, ngươi quá mức rồi, dù thế nào ta cũng là cấp trên của ngươi, càng là cường giả chú đỉnh, ngươi dám không cho ta mặt mũi. Lăng Hàn, ngươi không muốn sống sao? Hắn lạnh lạnh nói, ngươi một lần một lần không nhìn ta, thật sự cho rằng ta không dám ra tay trị ngươi. Ha ha, hung thủ đã bị mang về, chuyện sau này do ngươi xử lý. Lăng Hàn phất phất tay, quay người đi ra ngoài, nhan nhạc sinh muốn xuất thủ, nhưng ngẫm lại phía sau Lăng Hàn còn có một tiểu hầu ra, hắn áp chế tức giận trong lòng. Hắn không thể trêu vào đường nghiêm, nhiều lắm hãm hại Lăng Hàn một chút, lợi dụng quy tắc chế độ gài bẫy Lăng Hàn, hắn dám đứng đấu với đường nghiêm hay sao? Thứ nhất hắn không dám, thứ hai hắn cũng không có tư cách này. Lăng Hàn về đến nhà, hắn lấy tấm kim loại ra cho mọi người nghiên cứu. A, à, đây là hàn thủy kim phi thường hiếm thấy. Nhị hoa lên tiếng, đúng là nó, ta bẻ không gãy. Đại hoa nhe răng, nàng đang cố gắng bẻ gãy tấm kim loại. Lăng hàn đổ mồ hôi lạnh, tiểu cuồng này lực lớn, nếu không phải tấm kim loại không gãy, chỉ sợ hiện tại đã hóa thành mảnh vỡ. Cho bản tòa, đại hắc cầu chui ra, nó cắn vào tấm kim loại. Vừa vặn làm đồ lót cho bản tòa, cút, lăng hàn đá một cước, đại hắc cầu đỡ được. Hắn đặt kim loại lên bàn, nói, đây là một tấm tàng bảo đồ. Đúng thế, có sông núi nha. Hổ nữ cũng đang nghiên cứu, dùng ngón tay lục lọi, nói. Thật kỳ quái, đây không phải khắc lên đi, không có cảm giác lồi lõm. Hổ nữ, hàn thủy kim chỉ dùng thần niệm rót vào liền có thể hình thành các loại hình tượng, hơn nữa còn có hiệu quả hỗ trợ cực lớn, khi tới nơi đặc biệt sẽ xuất hiện đặc thù. Nhị Hoa giải thích nói, a à, thật sự thần kỳ, Lăng Hàn cảm thấy hứng thú mười phần, hắn vuốt ve tấm kim loại. Đáng tiếc, chúng ta cũng không phải người thanh long hoàng triều, chúng ta không biết nơi này ứng với nơi nào hắn lắc đầu nói ta nghĩ có lẽ tên hóa linh chân quân kia biết ở nơi nào đám người nữ hoàng cũng nghe được sự kiện hút máu từ chỗ lăng hàn bởi vậy nữ hoàng lập tức nói hóa linh cảnh tranh đoạt bản đồ với kẻ khác nên bị thương cho nên hắn đang dưỡng thương chờ sau khi thương thế lành sẽ đi tìm bảo tàng bảo tàng hai mắt hổ nữ phát sáng nàng thích nhất náo nhiệt thật sự đi tìm bảo tàng thì phải tìm người trước lăng hàn nói Đường nghiêm, nữ hoàng nói, lang hàn gật đầu, hắn là dân bản địa, hắn biết rõ hơn chúng ta, hơn nữa còn là tiểu hầu gia, nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, hắn sẽ dễ dàng tìm được nơi này, nếu như đây thật là trên Nguyệt Hoa Tinh. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn cũng cảm thấy đường nghiêm là người đáng kết giao, nếu như đó thật sự là bảo tàng, lang hàn không ngại mang theo đường nghiêm đi cùng. Lại nói, dù sao đường nghiêm cũng là chú đỉnh cảnh, cũng có thể tính là chiến lược mạnh mẽ ngày thứ hai hắn đi tìm đường nghiêm hắn đã lười quản vụ án giết người hút máu hắn nhan nhạc sinh muốn đoạt công lao cũng tùy hắn hắn không có hứng thú phong thưởng của thanh long hoàng triều hắn nhanh chóng đi tới tiểu hầu phủ bảo người thông bẩm đường nghiêm lang đại nhân chờ chút gác cổng nhận ra lăng hàn vội vàng đi vào bẩm báo một lúc sau đường nghiêm tự mình ra đón ngươi tới thăm ta sao đường nghiêm giả vờ quở trách lăng hàn cười ha ha một tiếng trước đó có vụ án nên ta vẫn bận bịu cho nên không có lo lắng vụ án gì không phải là giết người hút máu đấy chứ đường nghiêm hỏi đúng vậy lăng hàn gật gật đầu vậy ngươi khổ rồi vụ án này cũng không thể phá trong thời gian ngắn đường nghiêm cười nói kia thật xấu hổ hôm qua ta đã bắt được hung thủ rồi a à, đường nghiêm hết sức kinh ngạc hơn nữa ta còn có một phần thu hoạch cố ý mời ngươi đi cùng a à, hai người đi vào trong phủ lăng hàn nói tới chuyện liên quan tới tảng bảo đồ đường nghiêm từ hờ hững biến thành nghiêm túc có thể bị một vị hóa linh chân quân xem như bảo bối, thậm chí vô cùng khả năng bởi vậy mà trọng thương, phần tàng bảo đồ này có giá trị kinh người. Ha ha, người thật sự đủ thú vị, đường nghiêm nói, Lăng hàn cười một tiếng, kỳ thật chủ yếu là ta không quen với Nguyệt Hoa Tinh, nếu không ta cũng sẽ không nghĩ đến ngươi. Ha ha, đường nghiêm cười to, hắn đương nhiên sẽ không cho lời này là đúng, nếu thật sự tìm người quen thuộc Nguyệt Hoa Tinh thì hắn không tìm thấy sao. Sau khi đi vào thư phòng, Lăng Hàn lấy hàn thủy kim ra, hắn đưa tới chỗ đường nghiêm a à, ta có chút ấn tượng với nơi này đường nghiêm sờ cầm lộ ra vẻ suy tư một lát sau hắn mở liên tiếp khí ra điều tra địa đồ nguyệt hoa tinh sau đó hình chiếu xuất hiện trên nguyệt hoa tinh người bình thường chỉ có thể mua được bản đồ giản lược có rất nhiều khu vực trống hơn nữa tỷ lệ cụ thể có sai lầm lớn nhưng bản đồ trong tay đường nghiêm lại tỉ mỉ và xác thực chính là nơi này đường nghiêm chỉ vào một nơi sau đó phóng đại đó là hồ nước lớn an sơn hồ lang hàn kinh ngạc đường nghiêm gật đầu địa hình bốn phía đều cực kỳ phù hợp là hồ này nhưng thời gian vẽ bản đồ này đã là mấy vạn năm trước bởi vậy thương hải tang điền có khả năng sông núi ban đầu đã biến thành hồ nước chuyện này rất có thể lang hàn biểu thị đồng ý người nghĩ xuất phát lúc nào đường nghiêm hỏi đã phá hung án hút máu đoạn thời gian gần nhất ta không có việc gì tùy thời có thể đi lang hàn nói nhanh như vậy đường nghiêm lại hỏi lang hàn gật gật đầu được, vậy thì ngày mai đi, nhanh như vậy, ngươi không phải là muốn mau chóng sao? Lăng Hàn cười nói, vậy một lời đã định, đường nghiêm nói, đã thương nghị xong, Lăng Hàn liền trở về chỗ ở, mặc dù có pháp khí không gian nhưng nơi đi tới có khả năng là di tích cổ, cần phải làm chuẩn bị. chương 4228 Kim Giả dạ Tuyết Ngày thứ hai, Lăng Hàn một mình đi tìm đường nghiêm, đám người nữ hoàng, đại hắc cầu đang thời khắc mấu chốt đột phá trúc thiên cơ, cho nên lần này bọn họ sẽ không xuất động đi, hai người ra khỏi thành liền ngự khí bay đi. Với tu vi của bọn họ, tốc độ ngự khí phi hành không chậm hơn pháp khí phi hành, giống như phi toa của đường Vân Nhi thích hợp xuyên qua vũ trụ, nếu bay trong tinh thể chưa hẳn nhanh bao nhiêu. Pháp khí phi hành của đường nghiêm là một thanh kiếm, hai chân dẫm lên lộ ra dáng vẻ tiêu sái. Kỳ thật lang hàn có không ít pháp khí, nhưng ngự khí bay cần rót thần hồn của mình vào, cho dù chỉ một tia, một chút xíu cũng tạo thành ảnh hưởng lên thân thể. Đối với người bình thường mà nói, chút ảnh hưởng này không quan trọng, nhưng Lăng Hàn muốn truy cầu mạnh nhất, truy cầu hoàn mỹ, đương nhiên một chút ảnh hưởng nhỏ cũng không được. Cho nên hắn dùng hỗn độn cực lôi tháp, chỉ là đế binh tự hối, chỉ ít với nhãn lực của đường nghiêm sẽ không nhìn ra mánh khóe. Ha ha, người bình thường đều là ngựa kiếm bay, người lại dùng tháp, đúng là khác loại. Đường nghiêm dùng thần thức nói ra, Lăng Hàn cười một tiếng, đồng thời dùng thần thức nói. Cái này gọi không giống bình thường, bọn họ chỉ có thể dùng thần thức giao lưu, nếu không với tốc độ cao của bọn họ, âm thanh nói ra căn bản không có khả năng tiến vào tai đối phương. Không giống với Thiên Hải tinh là tinh thể bị đánh phá, Nguyệt Hoa tinh còn lớn hơn nhiều, bởi vậy cho dù Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm bay đi với tốc độ gấp 20 lần âm thanh vẫn cần 7 ngày mới tới nơi. Đó là hồ nước cực lớn, bốn phía đều là núi, ánh mặt trời chiếu xuống có ánh sáng vàng bay lên. Lăng Hàn cầm địa đồ và kinh ngạc phát hiện, đồ án phía trên đang thay đổi, đó là một người chuyển động cây cột hoàng kim, xoay trái 3 vòng rẽ phải chín vòng không ngừng tái diễn hiển nhiên đường nghiêm không có sai đường đặc tính hàn thủy kim là sau khi tới địa điểm sẽ biểu hiện hình tượng hoặc hình ảnh lúc trước chính là nơi bọn họ tìm nên đồ án biến hóa xuống nước đường nghiêm nhìn về phía lăng hàn lăng hàn gật đầu xuống với tu vi của bọn họ tự nhiên không sợ nhao nhao nhảy vào trong nước nước hồ cũng không lạnh ngược lại ấm áp làm cho người ta cảm thấy ấm áp hai người lặn xuống dưới bước vào tiên đồ nên không cần lo lắng chuyện hô hấp chỉ cần có thể hấp thu lực lượng thiên địa, võ giả liền có thể sống sót. Sau khi đi một hồi, phía trước đột nhiên có con cá lớn bơi tới, nó dài mười mấy trượng, toàn thân xanh biếc, mỗi một vải cá đều to bằng cái chén. Con cá này rất hung mãnh, bắt đầu há to miệng tấn công hai người, răng nanh sắc bén. Đường nghiêm xuất thủ, hắn điểm một chỉ, ba, trên đầu con cá có lỗ máu, bụng cá nổi lên, hiển nhiên đã chết triệt để. Con cá lớn chết đi, lúc này không biết đám cá khác tới từ nơi nào vây quanh ăn nó, qua một lúc con cá lớn biến thành xương khô và rơi xuống đáy hồ. Bọn họ tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm có con lươn màu đen bơi tới, nó từ xa đã cong người và đánh ra một đạo thiểm điện. Đây là ngư yêu trúc cơ, tia chấp này thô như cánh tay, vẽ ra một đường dài. Lăng Hàn trực tiếp dùng sát khí xung kích, ông, con lươn đã hôn mê. a à, đường nghiêm kinh ngạc, nếu như Lăng Hàn đánh một quyền, một cước giết yêu ngư thì hắn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết Lăng Hàn cường đại, là đệ nhất trong trúc cơ nhưng căn bản không ra tay đã làm yêu ngư trúc cơ ngất đi đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi ta phát hiện ngươi người thật sự thâm tàng bất lộ hắn nói lang hàn nghe câu này từ đại hắc cẩu chắc hẳn gia hỏa này ở đây sẽ nhìn xuống hạ bộ và lẩm bẩm một câu quả nhiên không có lộ ra trong nháy mắt sẽ làm người ta dở khóc dở cười vậy ngươi liền chậm rãi phát hiện đi hắn cười nói hai người tiếp tục đi dạo dưới đáy hồ tiệt xám lập tức ảm đạm cuối cùng nơi này biến thành màu đen kịt nhưng nơi này có các sinh vật thần bí hình thể rất nhỏ nhưng tỏa ra ánh sáng yếu ớt số lượng càng nhiều từ đó đáy hồ biến thành mông lung cũng không phải đưa tay không thấy năm ngón tay ừm lang hàn và đường nghiêm đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc chỉ thấy dưới hồ có đồ trắng xuất hiện rất nhanh bọn họ liền nhìn rõ ràng đó là một nữ tử thân mang áo trắng tóc đen như rong có cảm giác xinh đẹp dưới đáy nước sâu như thế có nữ nhân chìm nổi nháo quỷ sao bị thương ánh mắt lang hàn nhìn quét qua đằng sau nữ tử này có màu đỏ Hai người bơi đi, quả nhiên trên người nữ nhân này có tổn thương, hơn nữa vẫn còn khí tức sinh mệnh. Lăng Hàn duỗi ngón tay đặt lên đỉnh đầu nữ tử, một dòng bí lực tràn vào, lập tức làm thân thể nữ tử kia run rẩy, tỉnh lại. "Các ngươi là ai?" Nàng dùng thần thức truyền âm nói, thái độ phòng vệ. Ánh mắt Đường Nghiêm sáng lên, nữ tử này thật sự xinh đẹp, đôi mắt sáng như nước, lông mày như vẽ, khí chất nói không nên lời, mười phần cao quý. Hắn vội vàng nói, "Ta là Đường Nghiêm." hắn là lăng hàn đừng sợ chúng ta mới cứu ngươi nữ tử dò xét hắn cùng đường nghiêm mấy lần sau đó mới gật gật đầu nói cảm ơn các ngươi mỹ nữ người bị thương thế nào đường nghiêm rất tích cực nói có phải bị ai đả thương không nói cho ta ta báo thù giúp ngươi hắn thân là kỳ lân tử của đường ra dạng mỹ nữ gì chưa từng gặp qua nhưng bây giờ lại chủ động hiến ân cần có thể thấy được nữ tử này đẹp cỡ nào nữ tử kia có chút trầm ngâm mới nói Ta chỉ muốn săn một con bảo ngư, nhưng ngoài ý muốn phát hiện một cây hoàng kim trụ, ta hiếu kỳ đi chuyển động một cái, kết quả liền bị trọng thương ngất đi. Nếu không phải bị các người cứu, ta vô cùng khả năng liền muốn táng thân bụng cá. Hoàng kim trụ, lăng hàn cùng đường nghiêm hai mặt nhìn nhau, đúng dịp như thế. Cây cột ở nơi nào, có thể dẫn chúng ta đi qua không? Đường nghiêm nói, thấy hắn nói chuyện vui vẻ với nữ tử, lăng hàn không mở miệng, hắn làm quần chúng. Nữ tử kia lộ ra vẻ do dự chỗ đó vô cùng nguy hiểm, không có việc gì, chúng ta nghe người nói đã có chuẩn bị. Đường nghiêm cướp lời nói, hắn không bị sắc đẹp mê đảo đầu óc, cũng không có nói mình và Lăng Hàn đang tìm Hoàng Kim Trụ. Được rồi, nữ tử kia gật gật đầu, ba người cùng đi về phía trước, nữ tử kia chỉ bị chút vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, tỉnh lại liền không sao. Đi đường xem như Thái Bình, hơn nửa giờ sau phát hiện một lùm cỏ lớn. Ngay ở chỗ này, Mỹ nữ kia chỉ vào đám rong và nói, đúng rồi, mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào? Đường nghiêm mặt dạn mày dày hỏi, nữ tử kia trầm ngâm một chút mới nói, Kim, Kim giả dạ tuyết, chương 4229, đúng dịp, Kim giả dạ tuyết, cái tên rất hay, đường nghiêm khen, lúc này đẩy rong đi về phía trước. Đây là bụi rong lớn, lớn và rất cao, qua nửa phút đôi mắt mọi người sáng lên, xuất hiện một cây cột hoàng kim. Nó cao hai trượng và thô như đùi, lăng hàn, chính là nơi này, đường nghiêm nói với lăng hàn, a à, các ngươi đang tìm thứ này. Kim giả tuyết kỳ quái nói, đường nghiêm cười hắc hắc, chuyện này cũng nhờ ngươi, nếu không chúng ta muốn tìm tới nơi này cũng cần hai ngày. Dưới đáy hồ ảnh hưởng thị lực, hơn nữa hoàng kim trụ nằm trong bụi rong rất dày, thực sự rất khó phát hiện. Lăng Hàn nhìn kim giả tuyết một chút, nội tâm xuất hiện nghi hoặc nhưng cũng không có nói ra. Đường nghiêm hiện tại rất muốn biểu hiện, mặc dù hắn là tiểu hầu gia, nhưng gặp được nữ nhân mình thích, biểu hiện của hắn giống như tất cả nam nhân đang yêu, trí thông minh hạ xuống nghiêm trọng càng muốn thể hiện mình hắn cầm hoàng kim trụ bắt đầu chuyển động lên trái ba phải chín tạp 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 lúc này có bánh răng vang lên hoàng kim trụ chậm rãi hạ xuống thẳng đến khi biến mất hoàn toàn oanh âm thanh càng lớn vang lên giống như địa chấn không thật sự là địa chấn trong nước xuất hiện rợn sóng đánh ba người dung chuyển nhưng lang hàn và đường nghiêm đều là cao thủ trên tiên đạo mà kim giả tuyết cũng không kém cỏi nàng cũng là chú đỉnh sóng nước quay cuồng cũng không ảnh hưởng, chỉ hơi lay động mà thôi. Lăng Hàn không dùng con mắt nhìn nhưng vẫn dùng thần thức quan sát, vừa rồi đường nghiêm chuyển động hoàng kim trụ thì ánh mắt nàng co rút lại, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo kinh hỉ. Trước mắt Lăng Hàn cũng không thể xác định kinh hỉ cụ thể là có ý gì, nhưng hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không giống như nàng nói đơn giản như vậy, là bởi vì bắt cá mới ngộ nhập nơi này. Âm âm, núi giao nước động, kịch liệt không gì sánh được. A, à, giống như đáy hồ cao lên. Đường Nghiêm nói, bọn họ vốn lơ lửng ở trong nước, nhưng bây giờ chân đã đứng trong bùn, có một lực lượng đang thôi động bọn họ nổi lên, tốc độ còn thật nhanh, làm bọn họ không cảm nhận được động lực. Qua mười mấy phút sau, chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn, ba người bọn họ đã lao ra khỏi mặt nước. T, bọn họ nhìn về phía trước, đều là lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì phía trước có một khu kiến trúc kim bích huy hoàng, bọn họ đang đứng trong quảng trường kiến trúc này, lúc này nước bùn và nước đã biến mất, lộ ra gạch đá như bạch ngọc không phải cả hồ nước cùng trồi lên, mà là trong khu vực cái hồ này xuất hiện một hòn đảo, hơn nữa diện tích thật không nhỏ. Đây là, đây là di tích cổ, đường nghiêm thì thảo nói, ba người đi về phía trước, sau khi vượt qua quảng trường, một tường vây chặn trước mặt bọn họ, bọn họ đi tới cửa chính, chỉ thấy cửa chính có hai chữ kim phủ. Kim phủ, lăng hàn và đường nghiêm đều nhìn sang kim giả dạ tuyết, mang theo vẻ hỏi thăm. Đây là kim phủ, nữ tử này lại họ kim, hơn nữa còn bị hoàng kim trụ làm bị thương. Tất cả liên hệ với nhau làm cho Lăng Hàn cùng đường nghiêm hoài nghi, nữ tử này có quan hệ gì với Kim Phủ hay không? Kim giả tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó gật gật đầu, nói. Không sai, Kim Phủ chính là ta tổ địa của Kim gia ta, ta không phải đến bắt bảo ngư, chính là tìm tổ địa thất lạc. Không có việc gì, không có việc gì, ai không có lòng cảnh giác chứ? Đường nghiêm cười giảng hòa, nói. Khó trách người có thể tìm được nơi này, chúng ta đi theo mới tìm được nhanh như thế. Kim giả tuyết cười khổ vì tìm tổ địa thất lạc gia tộc đã tìm một đời lại một đời thẳng đến thế hệ của ta mới tìm được nơi nhưng không tìm được phương pháp vào ngược lại bị chấn động mất đi nàng dừng một chút nói thời điểm các ngươi tới đã làm ta nghi hoặc nơi này vắng vẻ như thế tại sao các ngươi lại đến chẳng lẽ đạt được tổ đồ kim ra thất lạc sao cho nên các ngươi mời ta ta liền thuận nước đẩy thuyền dẫn các ngươi tới đây dựa vào tại sao chuyện này đúng dịp như thế tìm kiếm bảo tàng còn gặp hậu nhân bảo tàng Lăng Hàn cùng đường nghiêm hai mặt nhìn nhau, hiện tại bọn họ có tính là trộm không? Kim giả tuyết lại chủ động nói, mặc dù là tổ địa của Kim gia ta nhưng đã qua nhiều năm như vậy, thứ hai ta không tìm hiểu về nơi này, căn bản không có tư cách tự xưng chủ nhân. Nói đến, ta gặp các người mới có thể đi vào tổ địa, cho nên cùng thăm dò đi, đạt được bảo vật chia thể nào. Được, Lăng Hàn và đường nghiêm nhìn nhau một lúc, đồng thời gật đầu. Được, Kim giả tuyết nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, đặc biệt mê người đường nghiêm hơi thất thần thẳng đến khi bị lăng hàn đụng một cái mới thanh tỉnh lại hiện tại tìm xem lăng hàn lấy ra hàn thủy kim bởi vì hắn không xác định mở cánh cửa này cần thủ pháp đặc thù hay không quả nhiên hình tượng trên hàn thủy kim có biến hóa nhưng cũng không nhằm vào cửa lớn nhìn đến đây tiến vào cửa lớn không cần thủ pháp đặc thù ta tới đường nghiêm nói hắn nguyện ý biểu hiện trước mặt mỹ nữ biết cửa lớn không có nguy hiểm gì nên đẩy cửa sông vào âm thanh cổ lão vang lên có cho bụi rơi xuống cánh cửa mở ra ba người đi vào bên trong xuất hiện trước mặt bọn họ là một hoa viên khô bại năm đó nơi này hẳn là hết sức xinh đẹp từng vườn hoa bố trí được suy nghĩ khác người có vận vị nói không nên lời lăng hàn a à một tiếng nói đừng nhúc nhích làm sao vậy đường nghiêm cũng không thèm để ý một chân bước tới soát một đạo ánh sáng đánh tới nhanh đến mức kinh người đường nghiêm không tránh được lập tức bị đánh ra ngoài nhưng hắn trên thân cũng có ánh sáng chớp động và hóa thành một màn ánh sáng, từ đó ngăn cản ánh sáng đánh tới. Sắc mặt đường nghiêm tái nhợt, vội vàng lui trở về. Móa, ta kém chút chết một lần, trên người hắn có một kiện bảo vật bảo hộ tính mạng, chỉ có lúc gặp nguy hiểm mới kích phát, vừa rồi nhờ bảo vật này mới có thể bảo vệ tính mạng. Công kích kia nhất định đạt đến cấp bậc sinh đan, nếu không có bảo vật ra ra cho ta, ta đã chết rồi. Hắn tràn đầy nghĩ mà sợ, lang hàn thở dài, ngươi không thể kiềm chế một chút sao hành vi của gia hỏa này thất thường xem ra nếu gặp người mình thích thì đầu óc sẽ mất linh hắc hắc không phải ta không cảm thấy nguy hiểm hay sao đường nghiêm phân bua vừa rồi nhìn thấy hình tượng hàn thủy kim không có biến hóa cho nên hắn cũng có chút chủ quan lăng hàn nghiêm nét mặt nói nơi này bố trí một trận pháp không nghĩ biện pháp phá giải hoặc là không dựa theo quy củ đi vào sẽ bị công kích đánh tới ngươi nhìn xem món kia bảo vật còn có thể sử dụng bao nhiêu lần đi Đường nghiêm cười ngượng ngùng, mặc dù bảo vật trên người hắn không có số lần sử dụng nhưng mỗi phút đồng hồ mới có thể mở một hộ thuẫn, cho nên miễn là công kích dày đặc thì khẳng định không ngăn nổi. a à, người còn là trận sư, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác, chương 4230, phá trận, lang hàn cười cười, thế nào, ta còn không thể trở thành trận sư sao? Kim giả tuyết ở bên cạnh không hiểu, người là một chú đỉnh cảnh mang theo một cái trúc cơ tiến vào di tích cổ, như vậy đối phương phải có năng lực trận đạo, nếu không mang một vướng víu làm gì. Nơi này không phải nơi tiểu bối đi theo trưởng bối lịch luyện. Nhưng nhìn thấy biểu lộ của đường nghiêm, dường như không biết Lăng Hàn chính là trận sư, chuyện này kỳ quái. Nói nhảm, đường nghiêm vội vàng nói, người quên chính mình là đan sư sao? Người quên trong thọ yến của bệ hạ thu được danh hiệu trúc cơ mạnh nhất sao? Người bây giờ nói với ta, người còn hiểu trận pháp. Dựa vào, người muốn hù chết ta sao? Thật hay giả? Kim Giả Tuyết há hốc mồm, nàng dò xét Lăng Hàn, lần này nàng đặc biệt nghiêm túc. Trước đó nàng cũng quan sát Lăng Hàn, nhưng chỉ là một chút cơ mà thôi, nàng không quan tâm nhiều lắm, chỉ nhìn một chút, xác nhận tu vi sau đó không quan tâm. Thật sự nhìn không ra, người trẻ tuổi như vậy còn có thể ba đạo cùng tu. Lăng Hàn mỉm cười, kỹ nhiều không ép thân, học thêm chút không tồi. Đường Nghiêm như chịu ngàn vạn đả kích, tuổi của hắn cũng không lớn nhưng dựa vào thiên phú của mình cùng gia tộc chống đỡ hắn đã xông lên chú đỉnh cảnh đã 10 phần đắc chí, phần thành tựu này rất ghê gớm. Thế nhưng làm sao so sánh với Lăng Hàn? Đúng vậy, người ta có tu vi võ đạo không bằng hắn, nhưng thứ nhất, tiềm lực không kém chút nào, thứ hai, người ta đồng thời đọc lướt qua đan đạo và trận đạo, hơn nữa còn luyện ra hóa cơ đan, tương lai có thành tựu không đoán trước trên đan đạo. Đan võ song tu, song tuyệt đã đủ châu bò, người hiện tại lại xuất hiện một thân phận trận sư, làm sao nói nổi. Trời ơi, người so với người, tức chết người ai hắn thở dài nói ta cũng nghĩ học nhiều một môn kỹ nghệ nhưng căn bản không có thời gian tốt rồi không nên không ốm mà rên ta đi phá trận trước lang hàn nói đến ngươi tiếp tục đi lên phía trước dẫn động trận pháp ta cần quan sát nhiều hơn mới có thể đoán được sắc mặt đường nghiêm tối đen ngươi muốn ta bị đánh vậy ta lên lang hàn cười nói đường nghiêm khoát tay chặn lại vậy quên đi vẫn là ta đi hắn có bí bảo có thể bảo mệnh hộ thân, nhưng Lăng Hàn có sao? Hắn đi lên phía trước, lúc này có ánh sáng đánh tới, lúc này thấy rõ ràng, hóa thành một kiếm ánh sáng. Đường nghiêm không thể ngăn cản, bành, ánh sáng bị ngăn cản, sau đó hắn vội vàng lui lại. Lăng Hàn thu tất cả vào đáy mắt, sau đó hai mắt nhắm lại, ánh mắt hơi rung động, hắn đang tiến hành thôi diễn thật nhanh. Hắn nhìn kiếm ánh sáng đánh tới, còn có biến hóa của toàn bộ hoa viên lúc trước. Kết hợp vườn hoa bố trí, ta có thể kết luận, đây là La Vương Bạch Điều Trận. Lăng Hàn nói trong lòng, sau đó mở miệng nói, đường huynh, ngươi lại đi ra, lần này đứng ở khối gạch thứ hai hàng thứ ba. Trái đếm hay phải đếm? Đường nghiêm hỏi, một hàng có bốn khối gạch đây. Trái, Lăng Hàn thật muốn đạp hắn một cước, người đếm xem là từ trái hay phải. Đường nghiêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến một phút đồng hồ qua đi, bí bảo lại có thể kích phát lần nữa thì hắn lại nhảy ra ngoài, rơi vào tảng đá Lăng Hàn nói tới. a, à, không ánh sáng bắn ra, hắn đầu tiên là sướng sờ, sau đó đại hỉ, lăng hàn, người thực sự phá trận pháp, người đừng cao hứng qua sớm, la vương bạch điều trận có thật nhiều biến hóa, ta cần lại quan sát mấy lần mới có thể xác định được là loại biến hóa nào. Lăng hàn cũng không có nhảy cẫng hoan hô, mà là từ tốn nói. Được, được, đường nghiêm gật đầu, hắn hiện tại không có bị công kích, đã có thể nói rõ lăng hàn có thực lực trận đạo phi phàm. Kim giả tuyết cũng nhìn vào trong mắt, đôi mắt đẹp phát sáng giống như suy nghĩ cái gì đó. Đường nghiêm lại đi về phía trước, xèo, kiếm ánh sáng lại bắn tới, sau khi hắn ăn một kiếm liền vội vàng lui về nơi an toàn. Lăng Hàn trầm ngâm một lát, nói, người đi vào khối gạch thứ ba hàng thứ năm, được, đường nghiêm nhảy ra, hắn bước vào khối gạch Lăng Hàn nói tới, quả nhiên hắn không nhận công kích. Đúng, hắn giơ ngón cái về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn lắc đầu, đừng có đùa, tiếp tục đi lên phía trước, còn phải bị đánh sao. Đường Nghiêm cảm thấy buồn bực, nhưng hắn là tiểu hầu gia. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, không để ý đến. Đường Nghiêm cũng chỉ đùa một chút, hắn lại đi về phía trước. A, à, không có công kích đánh tới. Đường Nghiêm đã làm tốt chuẩn bị lui về phía sau, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tùy tiện chọn khối gạch là nơi an toàn. Lăng Hàn cũng bó tay rồi, vận khí của gia hỏa này thật sự không tệ. Ha ha, ta quả nhiên hồng phúc tề thiên. Đường Nghiêm cười to, đúng đúng đúng, Lăng Hàn cũng cười hắn bắt đầu đi lên phía trước hắn cũng nói với kim giả tuyết ngươi bước qua khối gạch này được kim giả tuyết gật đầu mặc dù nàng là hậu nhân kim thị nhưng hiểu nơi này rất ít sau khi đi hai bước lăng hàn đã đứng ở sau lưng đường nghiêm lúc hắn đã hoàn toàn nắm giữ trận pháp muốn phá là không thể nào nhưng tìm ra lộ tuyến an toàn trong đó là không thành vấn đề hắn lại nhảy lên rơi vào khối gạch thứ tư chuyện này làm nội tâm đường nghiêm chấn động lăng hàn không có bí bảo nếu như bị ánh sáng đánh trúng Công kích cấp bậc sinh đan có thể miểu sát hắn mấy trăm lần. Còn tốt chính là cũng không ánh sáng bay tới. Đường Nghiêm thở ra một hơi, phát hiện lòng bàn tay của mình đã đổ mồ hôi. Xèo, Lăng Hàn lại nhảy ra ngoài, hắn bước vào khối gạch thứ năm. "Đuổi theo." hắn nói, Đường Nghiêm cùng Kim Giả Tuyết vội vàng theo sau, hoạt động đều nhịp, người nhảy ta cũng nhảy, cùng theo sau lưng Lăng Hàn còn có Kim Giả Tuyết. Đường Nghiêm bảo Kim Giả Tuyết đi đầu, hắn theo sau. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này trên bầu trời lại có mấy đạo bóng người bay qua, cùng đáp xuống quảng trường. A, à, lại có thể có người mở cơ quan để di tích cổ cái hiện. Các ngươi là người nào của cổ lão quỷ? Đó là một nhóm năm người, theo thứ tự là ba nam hai nữ, nhìn qua đều là hết sức trẻ tuổi, nhưng mỗi người đều có tu vi chú đỉnh, toàn thân tỏa ra khí thế cường đại. Cái gì cổ lão quỷ? Đường Nghiêm và Kim Giả Tuyết đều mờ mịt, nhưng ánh mắt lang hàn lóe sáng hắn giết hóa linh chân quân hút máu vô cùng khả năng chính tranh đoạt tàng bảo đồ với người khác cuối cùng bị hắn đoạn mất một chân ngực cũng bị thương nặng chiến lực sụt giảm cho nên hắn cần hút máu của người khác chữa thương như vậy đối thủ cạnh tranh của hắn có biết nơi này hay không người như thế ít nhất cũng là hóa linh chân quân trí nhớ của cường giả như vậy chỉ cần gặp qua là khó quên có lẽ tên cường giả kia trọng thương cho nên mới phái bọn tiểu bối tới hắn cũng nhớ kỹ là ở đâu đương nhiên đây chỉ là suy đoán của lăng hàn lớn mật lại dám bất kính với đại nhân. Lăng Hàn quyết định lừa dối một phen, lập tức quát. Trường 4231, ưu thế thời gian. Ha ha, đại nhân cái gì, bị tổ sư gia của ta đánh gãy một chân, kém chút móc trái tim hắn ra ngoài, hiện tại cổ lão quỷ còn dám đi ra, ta cũng dám làm thịt hắn. Tên nam tử áo đỏ nói ra, trên mặt có một vạn cái khinh thường. Quả nhiên, lừa dối qua, đây là việc do song phương biết tin tức không ngang nhau tạo thành, đối phương thấy đám người lăng hàn chẳng những tìm được địa phương, còn mở ra cơ quan, khẳng định là người của hóa linh chân quân hút máu, căn bản không có nghĩ tới lăng hàn giết người đoạt bảo. Lang hàn tiếp tục lừa dối, hư, tình huống đại nhân khôi phục vô cùng tốt, chỉ bằng mấy miêu a à cẩu như các người cũng dám tới, thật sự là muốn chết. Nghe nói như thế, sắc mặt năm người kia biến hóa. Dù sao cũng là hóa linh chân quân, hổ chết huy vẫn còn, huống hổ bây giờ còn chưa có chết, vạn nhất thực sự khôi phục tới thực lực sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh thì sao? Vậy bọn họ không phải đi tìm cái chết hay sao? Hừ, chớ có lừa dối người. Trong năm người, nam tử mặc trang phục màu đen nói, "Tổ sư gia ta trở lại tông môn, có lượng lớn tiên dược cung cấp nuôi dưỡng cũng chỉ khôi phục chiến lực sinh đan cảnh, cổ lão quái trốn vào nguyệt hoa tinh, chẳng lẽ còn dám ngang nhiên hút máu tươi chữa thương, không sợ bị cường giả Thanh Long Hoàng triều oanh sát." Lăng Hàn mỉm cười, "Câu này để lộ ra rất nhiều tin tức đấy. Đầu tiên, cường giả cạnh tranh với hóa linh chân quân hút máu cũng chịu trọng thương cho nên hắn không thể tham gia chuyện đoạt bảo nhưng vì cái gì chỉ phái mấy cái chú đỉnh tới bởi vì bọn họ cũng không phải là người thanh long hoàng triều phái cường giả tới sẽ làm thanh long hoàng triều chú ý phải biết bây giờ đang là ảnh nguyệt hoàng triều xâm lấn thanh long hoàng triều không nói thảo mộc giai binh nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép cường giả xa lạ đi vào hậu phương của bọn họ còn có suy tính khác có lẽ tổ sư gia không yên lòng cường giả cùng giai với hắn nếu có người cầm bảo vật nhưng không chia cho hắn thì làm sao bây giờ? Dính đến công pháp, bí bảo chân quý, ai giảng đồng tông với hắn chứ? Hơn nữa tu vi càng cao, phí tổn truyền tống cần càng cao, đây cũng là một nguyên nhân. Được rồi, không lừa các ngươi, Lang Hàn cười một tiếng, các ngươi bây giờ nghĩ thế nào? Còn nói thế nào, tự nhiên là giết các ngươi." Nam tử áo đỏ cười nói, "Đã xác định cổ lão quỷ không ở nơi này, ba người các ngươi đều đi chết đi." Lang Hàn đang lừa bọn họ bọn họ cũng đang nói nhảm. Đường nghiêm cười ha ha, ngoắc ngoắc ngón tay. Đến đây, ta đến giết ngươi, một nữ tử áo xanh cầm kiếm xông tới, trực tiếp phá cửa mà vào, xông thẳng về phía đường nghiêm. Ai, đường nghiêm không tránh không né, bình tĩnh không gì sánh được. Ngô sư muội cẩn thận, bỗng nhiên nam tử áo đỏ kêu lên, nhưng đã chậm, mặc dù nữ tử áo xanh không dẫm vào hoa viên dưới đất. Nhưng cho dù nàng bay lượn trên không trung cũng phát động trận pháp, xèo, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía nàng nhanh vô cùng giống như cường giả sinh đan cảnh xuất thủ chú đỉnh có thể trốn tránh được không ba một đám máu tươi nổ tung giống như một đóa hoa hồng a à, nữ tử áo xanh kêu thảm thiết nàng đã lùi trở về nhưng cánh tay trái đã bị đứt đoạn máu tươi tuôn ra như suối thê thảm không gì sánh được sư muội bốn người khác xông lên cả đám quan tâm và rất tức giận các ngươi thật hung ác nam tử áo đen quát lớn đường nghiêm nhún vai các ngươi có thể giết chúng ta Chúng ta phản kích một cái chính là tàn nhẫn. Ha ha, chuyện này không quan hệ với chúng ta trận pháp cũng không phải chúng ta bày ra. Hừ, thật sự cho rằng như thế không thể giết các ngươi sao? Nam tử áo xanh cuối cùng không có mở miệng cũng lên tiếng, hắn lấy một pho tượng ra, nó cao một thước và trắng như tuyết. Hắn không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu bạc, ông, hai mắt pho tượng bắn ra ánh sáng màu trắng, xèo, bỗng nhiên bắn ra ánh sáng màu trắng và tấn công Đường Nghiêm. Bành ánh sáng va chạm nhau, tia sáng chói mắt xuất hiện. Đường nghiêm giật nảy mình, bởi vì ánh sáng bay đi quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh, không kịp cản, bí bảo trên người hắn tự sáng lên cứu hắn một mạng. Nó chỉ có thể bắn một đạo, nhanh, đi theo ta, lang hàn không nghĩ tới và vội vàng quát to, hơn nữa đường nghiêm bị bắn, nếu đổi thành hắn và kim dạ tuyết thì sao? Kim dạ tuyết vội vàng đuổi theo, đường nghiêm cũng theo sát hắn, nhưng lúc cũng nhìn ra đường nghiêm suy nghĩ kín đáo, hắn vừa đi liền đánh ra một trường dẫn động năng lượng thiên địa hóa thành ánh sáng chói mắt, vị trí hắn hạ xuống mơ hồ, miễn là đám nam tử áo xanh không nhớ kỹ lộ tuyến của bọn họ là được. Nam tử áo xanh cả kinh, không nghĩ tới hắn đã sử dụng đại sát khí nhưng vẫn không thể đánh chết đường nghiêm. Pháp khí này có cấp bậc sinh đan, lấy thực lực của hắn không thể thúc giục liên tục, vội vàng giao cho nam tử áo đỏ bên cạnh. Nam tử áo đỏ rót bí lực vào, ông, hai mắt pho tượng tỏa sáng, xèo, đánh ra cột sáng đáng tiếc đám người lăng hàn đã kịp ngoắc một cái vây quanh đằng sau một vườn hoa đạo ánh sáng hình trụ đánh vào trong tảng đá nhưng không thể kiến công bởi như vậy ba người lăng hàn đã đi xa một là nhắm chuẩn không tốt thứ hai trên đường đi chướng ngại vật càng nhiều căn bản không có khả năng đánh chúng nam cung sư muội xem ngươi rồi nam tử áo xanh nói với nữ tử áo xanh cuối cùng nàng tên là nam cung thiến trừ là võ giả ra nàng còn là trận sư tốt nàng gật gật đầu nói ta sẽ mau chóng phá vỡ trận pháp, từ đó sẽ làm ba người tổn thương ngô sư muội trả giá đắt. Nữ tử áo xanh cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt mang theo sát khí. Nàng thiếu một cánh tay, từ đây trở thành tàn phế. Tất cả đều là ba người kia hại, lang hàn dẫn đường và qua vườn hoa rất nhanh, lần này không tốt, chú đỉnh của đối phương chẳng những nhiều hơn chúng ta, hơn nữa còn có một kiện bí bảo, lực phá hoại kinh người. Đường nghiêm nhíu mày, ta còn có sức tự vệ, nhưng nếu các ngươi chúng một cái là hỏng việc. Lăng Hàn cùng Kim Giả dạ Tuyết đều gật đầu, bọn họ không có bảo vật cứu mạng như đường nghiêm. Hiện tại chúng ta có ưu thế thời gian, tranh thủ thời gian hành động. Lăng Hàn nói, ừm, um, bọn họ vội vàng đi về phía trước, sau khi vượt qua hoa viên, phía trước là một gian đại sảnh, Lăng Hàn quan sát một chút, xác nhận không có nguy hiểm liền do đường nghiêm đi trước dẫn đường, sau đó Lăng Hàn cùng Kim Giả dạ Tuyết mới đi theo vào. Mặc dù nơi này không có bảo vật gì, nhưng kim giả tuyết lại có chút thất thần nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút ánh mắt đang phiêu du giống như đang tưởng tượng lúc tổ tiên kim ra khi còn tại thế nơi này khách quý trật nhà bọn họ thông qua đại sảnh sau khi đi ra đồng thời liền xuất hiện ba con đường một đầu con đường thông với nội viện một con đường thông hướng luyện võ trường còn có một con đường thông hướng kho công pháp kim giả tuyết nói đây là hồi ức đời đời kiếp kiếp của tổ tiên bọn họ nằm mơ cũng muốn về tổ địa chương 4232, thư khố, không có gì để nói nhiều, khẳng định là đi kho công pháp. Kim giả tuyết dẫn đường, bọn họ lựa chọn rẽ trái. Nơi này đi qua một trúc viên, đi qua lâu như vậy, hơn nữa còn chôn sâu dưới đáy hồ, trúc viên vẫn xanh tươi mơn mờn. a à, đây là cửu văn trúc, đường nghiêm kinh hô, đây chính là thứ chế thành pháp khí tam tinh, đồ chơi này một vạn năm dài một đoạn, có thể chờ chết người. Hắn thao thao bất tuyệt nói mọc đầy 9 vạn năm chính là cực hạn, nơi này có rất nhiều đã chết già, đều là trúc già vượt qua 9 vạn năm, thật sự là thiên đại lãng phí. Chỉ cần ngâm trong nước 3 năm liền cứng cỏi bất hủ, đủ để trăm vạn năm không hỏng. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Hắn đau lòng nhức óc, lăng hàn nhìn xuống, đem vài cọng đạt tới năm cửu văn trúc chặt đứt, một người phân ra hai gốc, cười nói. Trên hành lang đều trồng cửu văn trúc dùng để thưởng thức, kim cô nương, tổ tiên nhà ngươi tất huy hoàng không gì sánh được. Kim giả tuyết hàm xúc gật gật đầu, quả thật có chút danh vọng, nói đến ta càng thêm mong đợi, đường nghiêm xoa xoa đôi bàn tay, không có thánh nhân pháp đấy chứ, đương nhiên không có khả năng, kim giả tuyết lắc đầu, nói, kim gia chưa từng xuất hiện thánh nhân, làm người thất vọng. Sao lại thế, đường nghiêm vội vàng nói, trước kia không có, sau này nhất định có, kim giả tuyết xứng sờ, lúc này mới phản ứng đối phương nói chính mình, lúc này nàng nở nụ cười xinh đẹp như băng sơn giải phong, Phong tình vô hạn cũng nhìn thẳng vào Đường Nghiêm. Đây là gia hỏa gặp sắc quên bạn, Lăng Hàn lắc đầu, trực tiếp đi về phía trước, kim phủ rất lớn, đi một hồi lâu, bọn họ mới đi đến nơi. Phía trước là một tòa lầu nhỏ, lầu nhỏ có một con Tỳ Hưu đá tọa chấn, hung thần ác sát. Lăng Hàn lấy Hàn Thủy Kim ra nhìn một chút, nói: "Muốn mở cửa, cơ quan nằm đằng sau Tỳ Hưu, ta đi mở." Đường Nghiêm vội vàng chạy vội đi qua, nhưng hắn còn không có chạy tới đã thấy con Tỳ Hưu đá như sống lại. Mở cái miệng máu cắn hắn, răng rắc một miếng, Đường Nghiêm còn chưa kịp trốn tránh đã bị cắn trúng. Tỳ Hưu vùng trái lắc phải, sau khi nhai nhai nhấm nuốt mấy cái mới ném Đường Nghiêm ra ngoài, bành một cái, sau đó rơi xuống đất. Tỳ Hưu đá quay về chỗ cũ, đặt mông ngồi xuống và hóa thành tượng đá. Ngoá, Đường Nghiêm dấy dụa bò dậy, vừa rồi bí bảo trên người hắn đã kích phát nhưng căn bản vô dục, bị Tỳ Hưu đá cắn nát một miếng, nhưng kỳ quái là hắn vẫn chịu vết thương nhẹ. Theo đạo lý một miếng hộ thuẫn cấp bậc sinh đan đều bị cắn nát đường nghiêm không khác gì con cá nhai một cái liền thành cá nát cho nên không phải đường nghiêm mạng lớn mà là tì hưu đá không có ý giết người vậy phải làm sao bây giờ đường nghiêm trợn tròn mắt chúng ta cùng tiến lên người phụ trách hấp dẫn lực chú ý của nó ta đến mở cơ quan lang hàn nói trên mặt đường nghiêm tối tăm vì cái gì không phải ta đi mở cơ quan bởi vì ngươi xứng với nó lang hàn cười nói phi ngươi mới xứng đường nghiêm nhổ nước bọt trong lòng nhưng cảnh giới của hắn còn cao hơn lăng hàn hơn nữa còn có bí bảo hộ thân cho nên hắn chịu đòn cao hơn lăng hàn cho nên khẳng định là hắn lên đến hắn nói một tiếng hắn lập tức liền xông ra ngoài tỳ hưu đá cũng phản ứng và tấn công đuổi theo ta đi đường nghiêm câu dẫn thành công vội vàng co cẳng bỏ chạy tỳ hưu đá đuổi theo dáng vẻ ngây ngô lăng hàn vội vàng nhảy ra ngoài vừa vặn vừa mới nhảy lên chỉ thấy thân thể tì hưu đá lắc một cái tại chỗ lại xuất hiện một đầu ngoá tì hưu đá cũng giết ra nó cắn về phía lăng hàn thực lực quá kinh khủng vô cùng có khả năng đạt tới cấp bậc chân ngã cho dù lăng hàn lại yêu nghiệt thì như thế nào dù sao chỉ là trúc cơ thôi hắn căn bản không có cách phản kháng bị cắn một cái liền cuồng loạn đợi đến khi tì hưu đá chơi chán lúc này mới mở miệng phun một cái phốc lăng hàn ngã xuống đất thật thê thảm ở bên khác đầu tỷ hưu đuổi giết đường nghiêm cũng hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, một đường chạy chậm trở về, sau đó hợp hai làm một với tỷ hưu đá kia, một lần nữa biến thành một con. Ta nói, đây là chủ ý ngu ngốc của ngươi sao. Đường nghiêm đỡ eo trở về, lang hàn giang tay ra, ta cũng không biết sẽ có biến hóa như thế, còn tốt chính là tỷ hưu đá không có hạ tử thủ, chỉ cắn bọn họ đau đớn mà thôi. Lần này làm sao bây giờ? Đường nghiêm buồn bực nói, vẫn là ta tới đi, kim giả tuyết đứng dậy, ngươi không phải là đối thủ của nó đường nhiêm vội vàng nói thuộc tính bảo hộ đã kích phát hoàn toàn ta sẽ không đánh cùng nó kim giả tuyết vừa đi lên thời điểm này tỳ hưu đã khôi phục nàng cắn nát ngón tay máu tươi dỉ ra ngoài tỳ hưu đã đứng im bất động nó ngơ ngác nhìn kim giả tuyết giống như lại hóa thành tượng đá kim giả tuyết đi tới bôi máu tươi lên trán tỳ hưu nàng lại xoay người nói tổ huyết có thể định trụ nó nửa giờ chúng ta lập tức đi vào Đường nghiêm và lăng hàn đều gật đầu, đi vận cơ quan tượng đá, tạp tạp tạp, cửa lớn của lầu nhỏ lập tức mở rộng. Bọn họ tiến vào, chỉ thấy bên trong toàn giá sách, có chút đặt vào sách, có chút là ngọc điệp còn có gia thú, mảnh đá. Lầu một không có bí thuật chân quý gì, đi lầu hai. Kim giả tuyết nói, lăng hàn và đường nghiêm đều gật gật đầu, mặc dù kim giả tuyết xưa nay chưa từng tới đây, nhưng dù sao người ta cũng là người kim gia, cho dù thế nào cũng hiểu hơn bọn họ. Bọn họ lên lầu hai, nơi này bố trí không khác phía dưới vẫn là từng dãy giá sách hiện tại đầy cho bụi Lăng hàn cầm lấy một quyển sách nó lập tức hóa thành bụi thời gian thật sự trôi qua quá lâu đường nghiêm và kim giả tuyết cũng đang tìm nhưng đều không ngoại lệ sách phổ thông không thể bảo tồn mấy vạn năm đã sớm mục nát chỉ vì không ai động vào mới duy trì hình dáng quyển sách nhưng đụng một cái là nát vụn mảnh đá và ngọc điệp thì sao huyết nguyệt thập tam trường thiên hóa quyền phổ chiếu giả kinh bọn họ tìm được nhiều bộ công pháp Đều là 10 phần thượng thừa Nhưng cũng giới hạn ở cấp bậc chân ngã Không có bảo thuật cấp chân quân hoặc là cấp giáo chủ Chẳng lẽ tổ tiên kim gia mạnh nhất chỉ là cấp chân ngã cảnh Nếu là như vậy cổ lão quái càng phải chết không nhắm mắt Đường đường hóa linh chân quân lại chết vì bảo tàng của chân ngã cảnh Ha ha, lang hàn không tin Hắn vẫn bí mật quan sát kim giả tuyết Nữ tử này là người kim gia Nếu có bảo thuật chân quý thì nàng cũng biết nó đặt ở nơi nào Mặc dù kim giả tuyết từ đầu đến cuối không có dị động cũng giống như Lăng Hàn và Đường Nghiêm đang tìm kiếm trên giá sách, nhưng cách mỗi một hồi, ánh mắt của nàng đều nhìn một nơi, mười phần ẩn nấp, nếu không phải Lăng Hàn vẫn quan sát thì không chú ý được. Chỗ đó có cái gì? Lăng Hàn đi tới, thần thức lập tức phát hiện, kim giả tuyết lộ ra vẻ khẩn trương. Chương 4233, địa vị của Kim gia. Lăng Hàn đi tới phía trước bức tường lắp kín, không có vật khác. Hắn vươn tay đặt lên gạch, thình thịch, âm thanh một ngạt vang lên lăng hàn đổi một viên gạch lại đập đồng thời hắn lại rời sau khi đổi mười mấy lần âm thanh biến thành tiếng thanh thúy hắn lộ ra nụ cười đây là rỗng ruột đường nghiêm kim cô nương hắn kêu lên đường nghiêm đi tới trên mặt đầy mờ mịt nhưng kim giả tuyết lại mang theo nụ cười bội phục nói quả nhiên không thể giấu giếm được ngươi lăng hàn nhếch miệng mỉm cười các ngươi đang đào ám hiệu gì ta thấy thế nào cũng không hiểu đường nghiêm cảm thấy kỳ quái không hiểu là được rồi lăng hàn chỉ chỉ khối gạch kia đến đập ra nó kim giả tuyết lại là lắc đầu yên tâm lần này không có nguy hiểm nàng đi ra phía trước vỗ một trường ba tảng đá vỡ vụn nàng đưa tay vào trong thời điểm lấy ra là một cái hộp sắt ồ đường nghiêm lập tức mở to hai mắt nhìn kim giả tuyết mở hộp ra bên trong đặt ba món đồ đồ hai quyển sách mỏng và tấm da thú ánh mắt lăng hàn đảo qua tấm da thú trái tim của hắn đập mạnh cái đồ chơi này hắn gặp qua một lần ta có thể xem trước một chút sao? Hắn chỉ chỉ ra thú, tùy ý, kim giả tuyết gật đầu, trước đó đã nói xong, chiếm được công pháp, bảo thuật, người người có phần. Lăng Hàn lấy ra tấm ra thú kia, mở ra, kim giả tuyết cùng đường nghiêm cũng là cầm quyển sách. T. Đại La Thiên bảo thuật, giọng nói của đường nghiêm run rẩy bỗng nhiên đứng lên chỉ vào kim giả tuyết nói. Ngươi, ngươi là hậu duệ hàng phong hoàng triều kim gia. Không sai, kim giả tuyết ngạo nghễ gật đầu, có cảm giác tôn quý khó tả. Lăng Hàn cảm thấy run rẩy, bởi vì hắn đoán không sai, trên tấm gia thú này ghi chép chính năng lượng hủy diệt linh đồ. Hắn chỉ nắm giữ một bộ phận, mà là bộ phận quy tắc, cả hai cộng lại có thể hoàn chỉnh hay không, Lăng Hàn cũng không biết, bởi vì hắn còn chưa bắt đầu tu luyện. Hắn áp chế kích động trong lòng, nói, Hằng phong hoàng chiều gì, ta tới nói đi, kim giả tuyết đè lên tay đường nghiêm, khí chàng mười phần, làm cho đường nghiêm ngậm miệng lại. Trước thanh long hoàng chiều, thống trị Nguyệt Hoa Tinh cùng 36 tinh thể phụ thuộc chính là Hằng Phong Hoàng Triều. Nàng ngạo nghễ nói, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vinh quang. Vậy mà, đại khái vào 6 vạn năm trước, lúc ấy Hoàng đế Hằng Phong Hoàng Triều Kim Duyệt xung kích thánh nhân thất bại, hóa đạo quy thiên, mạnh ra vốn trung thành tuyệt đối, phụ trợ tân hoàng mạnh ra lại đột nhiên phản bội, từ đó giết sạch Kim ra từ trên xuống dưới. May mắn, tiên hoàng Kim ra có bố trí để phòng vạn nhất, lưu lại một chi huyết mạch ở bên ngoài, không người nào biết, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Nhưng vì phòng ngừa mạnh ra tìm tới tổ địa kim gia ta, những người đi trước thà rằng ngọc nát, đã che đậy tổ địa không còn. Cũng vì như thế, chi mạch kim gia không cách nào tìm được tổ địa, một đời lại một đời, một bên cất dấu oán hận với mạnh gia, một bên tìm kiếm tung tích tổ địa. Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới kim giả tuyết có địa vị lớn như vậy. Kim giả tuyết nhìn đường nghiêm, tiểu hầu ra, hiện tại người còn dám muốn bảo thuật nơi này không? Ngươi biết ta là ai đường nghiêm hơi giật mình đường đường tiểu hầu ra ai chưa nghe nói qua kim giả tuyết thản nhiên nói đường nghiêm nhíu mày mạnh gia thượng vị đã bắt đầu tẩy trắng bản thân mình mấy vạn năm qua đi người bình thường chỉ biết nguyệt hoa tinh chỉ có một mạnh gia hoàng gia nhưng trong một ít thế lực lớn chân tướng năm đó vẫn được lưu truyền xuống thậm chí trong chiều có một phần là dư nhiệt kim gia chờ ngày hậu duệ kim gia xuất hiện vung cánh tay hô lên đẩy ngã mạnh gia nếu như hắn cầm công pháp truyền thừa của kim gia vậy tương đương đứng ở mặt đối lập với mạnh gia, trừ phi hắn giao những thứ này ra trước. Bao quát cả kim giả dạ tuyết, chuyện này làm hắn xoắn suýt, kim giả dạ tuyết là nữ nhân đầu tiên làm hắn động tâm, hơn nữa tổ tiên kim gia còn có tư cách xung kích thánh nhân, có thể thấy được kim gia truyền thừa châu bò cỡ nào. Mạnh gia từ đầu đến cuối không có đình chỉ lùng bắt kim gia, một là muốn chém tận giết tuyệt, thứ hai cũng muốn đạt được bảo thuật của kim gia. Có thể chắp tay nhường cơ hội thành thánh, đương nhiên cam tâm sao. Lại nói, cho dù hắn nộp lên mạnh gia sẽ tin tưởng hắn không có rảnh riêng cho dù vì mục đích an toàn hắn nên đi chết đi đường nghiêm chỉ có một lựa chọn đó là im lặng vĩnh viễn không thổ lộ bí mật hôm nay mà hắn mang theo lòng dạ này hắn sẽ còn trung thành tuyệt đối với mạnh ra sao thật sự là quả bom lớn đường nghiêm thở dài nói ra nếu kim giả dạ tuyết sớm nói cho hắn biết nơi này chính là tổ địa hàng phong hoàng triều vậy hắn còn có thể lập tức trở về bẩm báo không đặt chân một bước nhưng còn bây giờ thì sao hắn chỉ có thể làm đến cùng. Kim giả tuyết cười nhạt một tiếng, có thể tu bảo thuật kim gia ta, người còn kén ba chọn bốn. Cũng phải, đường nhiêm lộ ra nụ cười khổ, đây ít nhất là bảo thuật cấp bậc tôn giả, tương lai còn có cơ hội giòm mó thánh nhân cảnh. Lăng Hàn đã xem xong nội dung gia thú, hắn tự nhiên không kịp tu luyện, thứ này vô cùng phức tạp, dung nhập não hải còn không ngừng biến hóa, hắn đặt lại vào trong hộp. Trước tiên ghi nội dung bảo thuật ra đi, Kim Giả Tuyết nói, ta lấy đi bản gốc, các ngươi không ngại chứ? Không ngại, Lăng Hàn cùng Đường Nghiêm đều lên tiếng, đây là bí pháp tổ truyền của người ta, có thể cho bọn họ quan sát đã hào phóng trong hào phóng. Đường Nghiêm và Kim Giả Tuyết cùng xem xong nội dung trong tay của mình, ba người liền trao đổi một chút, tiếp tục xem. Lăng Hàn có đại la thiên bảo thuật, đây là một loại bí pháp, sau khi vận chuyển sẽ có uy lực vô tận. Lúc trước Kim gia dùng hồn thiên kinh và đại la thiên bảo thuật quét ngang một phương, thành tựu hoàng đồ bán nghiệp, đây là nội tình chân chính của Kim gia. A, à, đây là vật gì? Vì sao xem không hiểu?" Kim Giả Tuyết cầm da thú, trên mặt nàng đầy mờ mịt. Là đầu óc nàng khó dùng hay ký hiệu trên da thú quá quỷ dị? "Cho ta xem một chút." Đường Nghiêm đưa tới, lúc này hắn cầm lên xem. "Đây là cái gì? Chữ như gà bới sao?" "Lăng Hàn, người xem hiểu?" Hắn hướng Lăng Hàn hỏi. "Ừm, um, đây là một bức linh đồ." Lăng Hàn không có dấu diếm, ngược lại có biết linh đồ hay không, nhưng có thể học được hay không là chuyện khác hắn cũng bởi vì cả ngàn vị diện trong người mới có thể nắm ngữ, 10 phần cổ quái. Thật, Đường Nghiêm quan sát ra thú nhưng không hiểu gì, đây tuyệt đối là chữ như gà bới, chỗ nào có thể là linh đồ. Nhưng nếu như không phải linh đồ cao dai, vì sao tổ tiên kim gia lại thu vào trong hộp, đặt cùng chỗ với hai đại kỳ không? Nước mắt chảy dài, chỉ bảo ngay trước mặt nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn, bi ai lớn nhất trên đời chính là như thế. Chương 4234, truyền thừa, ngươi xem hiểu đường nghiêm chưa từ bỏ ý định hắn hỏi lăng hàn lăng hàn gật gật đầu không sai biệt lắm đường nghiêm bị đả kích lớn vì cái gì lăng hàn xem hiểu nhưng hắn không xem hiểu năng lực mộ đạo và thiên phú của hai người tranh lệch lớn như thế sao mấu chốt là đây chính là một đống chữ như gà bới có quan hệ gì với ngộ đạo sao kim giả tuyết cũng lộ ra vẻ hoài nghi cho rằng lăng hàn là đang khoác lác lăng hàn cũng không biện giải chỉ xem đại la thiên bảo thuật trong tay Môn bảo thuật này có thể so sánh với yêu hầu quyền, nhưng miến cưỡng cũng có thể ganh đua với chiến thần tam thức, có thể phong phú kỹ pháp của Lăng Hàn. Hắn nhanh chóng xem xong sách, nội dung trong sách ghi lại hoàn toàn, trong đầu tự động diễn hóa. Ba người lại trao đổi một lúc, Lăng Hàn cầm tới hồn thiên kinh. Hắn lật lên, đây là pháp do cường giả tứ cực cảnh sáng tạo, nhưng cũng giới hạn trong tứ cực cảnh, trừ phi kim ra có người bước vào thánh nhân, từ đó viết tiếp công pháp này mới có thể có được thánh nhân pháp. Nói đến cấp bậc trúc cơ Hồn Thiên Kinh khẳng định không bằng Cổ Dương Thiên Kinh, nhưng Lăng Hàn chỉ đạt được bộ phận trúc cơ thiên, hiện tại hắn cách chú đỉnh cũng không xa, nhưng trong thời gian ngắn hiển nhiên không thể rời khỏi Thiên Hải Tinh, cho nên hắn tạm thời không có khả năng đạt được chú đỉnh thiên của Cổ Dương Thiên Kinh. Hồn Thiên Kinh quá phù hợp với hắn, có thể tạm thời luyện trước, lại nói, đồng thời tham khảo hai bộ công pháp cao giai, có thể lấy thừa bù thiếu. Sau khi ghi lại Hồn Thiên Kinh, Lăng Hàn đặt quyển sách trong hộp, Đường Nghiêm cũng thế, Kim Giả Tuyết cũng thu hộp, chia cắt hoàn tất, kim giả tuyết lộ ra vẻ nhẹ nhàng, sau khi tìm được công pháp của tổ tiên, kim gia liền có hy vọng quật khởi rồi. Đường nghiêm cũng thỏa mãn, hắn có thể lập tức đổi thu hồn thiên kinh, thực lực sẽ tăng lên trong thời gian ngắn. Lăng Hàn cũng rất hài lòng, thế mà ngoài ý muốn đạt được một bộ phận linh đồ năng lượng hủy diệt, một khi tu thành, chiến lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Nơi này có một dược viên và đan thất, chỉ không biết qua nhiều năm như thế có bao nhiêu thứ còn lưu lại. Kim giả tuyết nói, mang theo mấy phần cảm khái, kim gia đã từng huy hoàng nhất thời, thống trị mấy chục tinh thể, bây giờ lại như chó rơi xuống nước, căn bản không dám nói ra thân phận của mình. nghĩ đến thân phận kim giả dạ tuyết, đường nghiêm cũng phải than thở. hiển nhiên, kim giả dạ tuyết và mạnh gia có thù không đội trời chung, hắn muốn truy cầu kim giả dạ tuyết thì phải đứng ở mặt đối lập với mạnh gia, việc này làm hắn khó xử. nếu trở về nói với người nhà, hắn sẽ bị đánh gãy chân. sau đó vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại kim giả dạ tuyết, chỉ xem như hai người chưa từng gặp nhau ba người vơ vét công pháp, bảo thuật trên giá sách không còn, mặc dù giá trị kém hồn thiên kinh cùng đại la thiên bảo thuật, nhưng cũng không có đạo lý lưu lại lãng phí ở nơi này. Sau đó, bọn họ xuống lầu, đi ra khỏi cửa. Lúc này chỉ thấy bên ngoài có 5 người cùng nhau đến, chính là đám người Nam Cung Thiên có xung đột với đám người Lăng Hàn. Đây thật sự là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Ánh mắt nữ tử áo xanh đỏ rực, rút kiếm ra và giết về phía bọn họ. Nơi này trung quy không có trận pháp cấm chế gì không may, không có trận pháp nhưng lại có một con tỳ hưu đá. Đã qua nửa giờ, vết máu kim giả tuyết lưu lại đã khô cạn, đầu tì hưu đá đã khôi phục bình thường. Nó lập tức giết ra, nó cắn lấy nữ tử áo xanh, liên tục hất đầu, nhấm nuốt một hồi sau đó lại phun nữ tử áo xanh ra ngoài. Sư muội, bốn người khác vội vàng tiến lên, chỉ thấy miệng vết thương nữ tử áo xanh băng bó kỹ lại chảy máu. Tì hưu đá thật sự không giết người, chỉ tạo ra vết thương rất nhẹ nhưng nữ tử áo xanh ban đầu đã bị trọng thương không chịu nổi, lại bị dày vò như thế, vết thương cũng bị phá vỡ. Đường nghiêm cười to, đến đây, năm người cùng tiến lên, chúng ta tiếp. Hừ, nam tử áo xanh nhìn pho tượng lần nữa, ba người lăng hàn biến sắc. Pháp khí kia có lực sát thương kinh người, bọn họ gánh không được. Bọn họ vội vàng lui vào trong tiểu lâu, nhưng nam tử áo xanh căn bản không quản, xeo, một tia sáng bay ra ngoài và đánh vào tiểu lâu, bành tiểu lâu bị đánh nát một góc làm đám người lăng hàn buồn bực là tì hưu lại không nhúc nhích chút nào xeo 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 cách mỗi một hồi liền có một tia sáng bay tới công kích không bao lâu tiểu lâu sụp đổ làm sao bây giờ đường nghiêm nhíu mày đợi chút nữa chia nhau chạy lăng hàn nói chiến đấu không có hy vọng đối phương có năm chú đỉnh thứ hai còn có đại sát khí đáng sợ ngay cả đường nghiêm cũng chỉ có thể đỡ được một lần ta và kim cô nương là chú đỉnh chạy đi không có vấn đề, nhưng người thì sao? Đường nghiêm lắc đầu, không đồng ý cái phương án này. Nói đến chạy trốn, ta có thể so tài với chú đỉnh một chút. Lăng Hàn tràn đầy lòng tin, đường nghiêm nhìn hắn, hắn khó mà tin được. Oanh, toàn bộ lầu nhỏ sụp đổ, đá vụn rơi xuống, cát bụi bay lên. Kim giả tuyết nhịn không được thúc giục, nói. Hai người các ngươi không nên nhìn nhau thâm tình như thế, rốt cuộc quyết định gì, nhanh. Đi, Lăng Hàn không cho đường nghiêm cơ hội do dự, hắn xông ra ngoài đầu tiên, phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Ngóa, đường nghiêm chố mắt nhìn, tốc độ của lăng hàn cũng không chậm hơn mình bao nhiêu. Người đi sau, kim giả tuyết cũng xông ra ngoài. Ha ha, đường ra ra cũng tới. Đường nghiêm phát động thân pháp, nhưng cố ý chậm tuyến một. Hắn có bí bảo có thể hộ thân cho nên hắn phải hứng một đợt công kích sáng tạo cơ hội cho đám người lăng hàn cùng kim giả tuyết đào tẩu. Ba người bọn họ vừa chạy như thế, đám người nam cung thiến cũng ngoài ý muốn nhưng hắn chỉ hơi ngẩn ra nam tử áo xanh dùng thần thức nói ngô sư muội người đuổi theo trúc cơ nam cung sư muội và ta đuổi theo nam tử chú đỉnh tiền triệu hai vị sư đệ đuổi theo nữ nhân kia tốt khác bốn người nhao nhao gật đầu tất cả đuổi theo mục tiêu của mình hắn phân phối rất có đạo lý lăng hàn yếu nhất cho nên dù nữ tử áo xanh bị cột tay cũng có thể chế phục đường nghiêm hẳn là mạnh nhất trên người có bí bảo phòng ngự cho nên cần xuất động đại sát khí phá đi hiu 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 mọi người đều phát động thân pháp tốc độ cực nhanh lăng hàn cũng không có tung bay toàn bộ kim gia đều có trận pháp bảo vệ không thể bay lượn qua nơi quá cao bằng không sẽ bị trận pháp công kích hắn chạy trên mặt đất lợi dụng từng gian phòng tránh thoát truy binh phía sau nhưng nữ tử áo xanh hai lần ăn thiệt thòi lại thiếu một cánh tay có thể nói nàng hận bọn họ không đội trời chung nàng theo đuổi không bỏ nhất định phải bắt lấy lăng hàn chỉ xích thiên nhai của lăng hàn nhanh nhưng giới hạn trong cảnh giới sau khi chạy mười mấy phút, dần dần bị đối phương đuổi theo. Chết, nữ tử áo xanh chém một kiếm, xoát, một đạo kiếm quang đánh tới còn mang theo năng lượng màu xanh, kiếm quang lạnh không gì sánh được, nhanh chóng truy đuổi Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, hắn đấm ra một quyền, bành, lực quyền đánh vào kiếm quang, lập tức bị chém ra, nhưng kiếm khí cũng bị ngăn cản nên chậm một chút, cuối cùng không có đuổi kịp hắn. Chương 4235, Đan lô cực giai. Chỉ là trúc cơ lại có thực lực như vậy, thật sự không đơn giản, chỉ tiếc ngươi cũng chỉ là cái trúc cơ mà thôi, nhất định phải chết trong tay ta. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nói ra, ra sức truy đuổi. Lăng Hàn cười một tiếng, làm một người tàn phế, người có chiến lực như vậy cũng không đơn giản, đáng tiếc, muốn giết ta, người nằm mơ đi thôi. Nghe Lăng Hàn châm chọc chính mình tàn tật, nữ tử áo xanh tức giận đỏ mặt, đây là đau đớn trong lòng của nàng. Chết, 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 nàng phát điên, liên tục công kích, kiếm khí tung bay như mạng nhiệt. Lăng Hàn thong dong tỉnh táo, dùng sát khí xung kích, nữ tử áo xanh hơi chậm lại, trong công kích xuất hiện sơ hở và bị hắn bắt lấy, thong dong xé ra một lỗ thủng, kiếm võng đảo qua, hắn bình yên vô sự. Nữ tử áo xanh chấn kinh, đây là công kích gì, nó đánh thẳng vào thức hải của nàng, từ đó ý thức của nàng xuất hiện trống không, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng trong chiến đấu đây là việc quá nguy hiểm. May mà Lăng Hàn cũng không phải chú đỉnh, nếu không nàng vô cùng có khả năng bị đối phương nắm lấy cơ hội miểu sát, nếu không được cũng lâm vào hạ phong. Nói rồi, người chỉ là nằm mơ mà thôi, lang Hàn từ tốn nói, thật sao, nữ tử áo xanh cười lạnh, nàng vận dụng tiên đỉnh, hai đỉnh màu bạc xuất hiện trên đầu của nàng, một cái ba chân, một cái khác hai chân. Hai cái đỉnh, nói rõ tu vi của nàng là địa đỉnh, một đỉnh hai chân, nói rõ nàng còn chưa tu địa đỉnh tới đỉnh phong. Nhưng mà trọng điểm không phải điểm này. Tiên đỉnh có tính nghiền ép chúc cơ không thể kháng cự, cho nên chỉ cần nàng vận dụng tiên đỉnh, Lăng Hàn ít nhất sẽ suy yếu một nửa chiến lực, thậm chí cũng có khả năng trực tiếp nằm trên đất. Nhưng Lăng Hàn vẫn chạy nhanh chóng, dựa vào, làm sao có thể? Nữ tử áo xanh trợn mắt nhìn, chuyện này hoàn toàn không có đạo lý, tiên đỉnh vừa xuất hiện, chúc cơ không bị ảnh hưởng. Đây là quái thai gì thế này? Đương nhiên nàng không vội từ bỏ, vội vàng đuổi theo. Đến mà không trả là phi lễ. Lăng Hàn nói thầm một câu suy nghĩ vừa xuất hiện, xèo, thiên văn ngọc bay nhanh về phía trước. Tốc độ của thiên văn ngọc gấp 40 lần vận tốc âm thanh, nữ tử áo xanh lại dùng gấp 20 lần vận tốc âm thanh lao tới, như vậy tốc độ đối lập vượt qua 60 lần vận tốc âm thanh, nữ tử áo xanh căn bản không có khả năng trốn tránh, thậm chí không kịp suy nghĩ né tránh, chỉ bằng bản năng chém ra một kiếm. Đinh, thiên văn ngọc nện vào thân kiếm, lực lượng kinh khủng trào lên, nữ tử áo xanh chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, lợi kiếm đã là tuột tay mà đi, nàng lộ ra vẻ hoảng sợ bởi vì thiên văn ngọc còn đập tới nhưng bởi vì một chảm của nàng nên góc độ cũng có chút sai lầm ầm um, một chùm huyết hoa hiện ra chỉ thấy bên hông trái của nàng thiếu một khối máu tươi không ngừng chảy xuống lang hàn giết trở về phát động yêu hầu quyền cũng chỉ có một thứ nhưng đế thuật là tồn tại châu bò cỡ nào chỉ khí thế liền có thể nghiền ép thương sinh nữ tử áo xanh vừa mới bị thương nặng tâm thần còn chưa định yêu hầu quyền tấn công mang theo uy thế như thiên phạt từ đó nàng khó sinh ra tâm chống cự. Nhưng dù sao nàng cũng là chú đỉnh cảnh, bản năng võ giả vẫn giúp nàng đánh một trưởng về phía lăng hàn. Bành, một quyền đánh qua, nữ tử áo xanh bị đánh bay ra ngoài, vai của nàng tổn thương, vết thương trên eo chảy máu tươi, cả người uể oải không chịu nổi. Tổn thương chồng tổn thương, tình trạng của nàng thê thảm tới cực điểm. Nàng không chút do dự, xoay người chạy, lăng hàn đuổi theo, nhưng nữ tử áo xanh hiện tại thật sự đã liều mạng, không để ý thương thế nghiêm trọng, một đường phi nước đại, tốc còn nhanh hơn trước kia vài phần. Chỉ đuổi mấy bước, Lăng Hàn liền dừng bước, dù sao đối phương còn có bốn người, không nên truy cùng đuổi tận. Mặc dù hắn sử dụng thiên văn ngọc suốt kỳ bất ý đả thương nặng nữ tử áo xanh, nhưng sử dụng lần nữa không có công hiệu này, lại nói, đối phương còn có một pháp khí lợi hại, đây là thứ hắn không thể chống cự. Đi, Lăng Hàn quay đầu nhưng cũng không hề rời đi, mà là tìm kiếm đan thất cùng dược viên. Đã vào bảo sơn, làm sao có đạo lý tay không quay về hắn bước đi thật nhanh, đi tìm kiếm đan thất và dược viên. Hiện tại những người khác đang truy đuổi lẫn nhau, đúng là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Hắn lấy ra hư không thú khoác lên người, lập tức trốn vào hư không, không có người nào có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Chậm rãi tìm kiếm, qua nửa giờ sau hắn tìm được đan thất. Nhưng bên ngoài đan thất có trận pháp bảo vệ, lang hàn bắt đầu phá giải, còn tốt, trận pháp này không tính là cao cấp, hơn nữa trôn dưới đáy hổ quá lâu, thiên địa đại thế đã sớm cải biến, có thể điều động lực lượng thiên địa ít đến thương cảm rất dễ dàng phá giải hắn tiến vào đan thất thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là đan lô cổ xưa toàn thân màu đỏ tím không nhiễm chút bụi bặm nào đồ tốt lang hàn lập tức xác định đan lô này không đơn giản hắn đưa tay sờ vuốt trải nghiệm và cảm nhận sau đó có chút vận chuyển bí lực truyền vào trong đan lô khi hắn dung nhập niệm lực vào trong đó liền ngạc nhiên phát hiện niệm lực lại có thể biết ảnh hưởng truyền lực vào trong đan lô đây là vật liệu niệm lực hắn âm thầm gật đầu niệm lực có thể ảnh hưởng chất liệu lực lượng của truyền lực, dùng vào luyện đan sẽ tuyệt không sao tả xiết. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt, lang Hàn mừng rỡ không gì sánh được, hắn tranh thủ thu đan lô, thu hoạch lần này thật sự kinh người. Không hổ là tổ địa của thế lực cấp tôn giả, đoán chừng đan lô này sẽ bị các đan sư địa cấp thượng phẩm tranh cướp bể đầu. Hắn phát hiện mấy bình đan dược trong đan thất, hắn không biết những đan dược này là gì, nhưng với thực lực đan đạo của hắn, chỉ cần ngửi một chút, hắn liền có thể đoán được đại khái đan dược này có tác dụng gì. Hả, hắn liền tranh thủ choàng ra hư không thú lên, bởi vì hắn nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Lúc này là năm người nam cung thiến, thật sự là ghê tởm, ba người kia lại chạy toàn bộ. Nam tử áo xanh mặt mũi đầy phẫn nộ, không biết bọn họ đạt được bí pháp gì. Nam tử áo đen tiếc nuối, bọn họ đã bị hù chạy, nơi này không có người cạnh tranh với chúng ta, ta cũng không tin vật có giá trị tại nơi này chỉ có công pháp nam tử áo xanh hừ một tiếng đây là đan thất có lẽ có tuyệt thế đại dược có thể trị liệu tổn thương của ngô sư muội nam cung thiến nói nữ tử áo xanh không nói gì nàng bị thương quá nặng hơn nữa từ đó về sau sẽ bị tàn phế trong lúc nhất thời không thích ứng được trước đó còn có ý niệm báo thù chống đỡ nhưng bây giờ báo thù vô vọng tâm tình của nàng cũng rất xuống đáy cốc nàng có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của bốn người với nàng đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều không đúng trận pháp nơi này có vết tích bị người khác phá vỡ. Nam Cung Thiến đột nhiên kêu lên, xác định, Nam Tử Áo Xanh hỏi, xác định, Nam Cung Thiến mười phần khẳng định, nhất định là tiểu tử trúc cơ, Nam Tử Áo Xanh gật gật đầu, hắn không có chạy đi, còn ở nơi này, nói không chừng, hắn đang ở trong đan thất, chương 4236, vây công, nữ Tử Áo Xanh nghe xong, tinh thần chấn động, kỳ thật nàng gãy một cánh tay không thể trách lên đầu đám người lăng hàn, mặc dù bởi vì bọn họ nhưng bên hông bị nện mất một khối chính là tội của Lăng Hàn. Hiện tại nghe nói Lăng Hàn còn ở nơi đây, tinh thần chấn động, nàng muốn xông vào nhưng nàng đã ăn đau khổ từ trước cho nên vội vàng dừng lại, hỏi Nam Cung Thiến. Nam Cung Sư tỷ trận pháp này đã bị phá chưa? Rồi, Nam Cung Thiến gật đầu, nữ tử áo xanh không còn cố kỵ nữa, hắn cầm kiếm giết ra ngoài. Có bốn vị sư huynh sư tỷ tỏa chấn, cho nên nàng không hề sợ hãi. Nhưng khi nàng xông vào bên trong đan thất lại không tìm thấy cái gì để hắn chạy, nàng oán hận nói ra. Bốn người khác cũng theo vào, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì nhìn nơi này hẳn là vừa bị cướp sạch, làm gì còn chút đồ tốt gì. Ghê tởm, nam tử áo xanh lăng không đánh ra một trường, hắn hiện tại vô cùng tức giận, đang muốn phát tiết. Oanh, 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 hắn liên tục xuất trường, tự nhiên đánh vào nơi không người, nhưng đánh tới trường thứ bảy thì có bóng người xuất hiện ngăn cản công kích của hắn. Lần này thật sự quá đột nhiên, nam tử áo đen không nghĩ tới, hắn chỉ tùy ý xuất trưởng cho hả giận làm sao lại đánh ra một người trong lúc vội vàng hắn không thể tăng lực lượng lên nhưng chú đỉnh chính là chú đỉnh vào thời khắc cực kỳ nguy cấp hắn vận dụng một tấm chắn tam giác bảo hộ ở trước người mình bành lang hàn đánh một quyền vào tấm chắn của đối phương toàn thân đối phương chấn động lui mấy bước hắn không ham chiến chút nào trực tiếp tông cửa sông ra năm người nam cung thiến sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng là tiểu tử trúc cơ kia đuổi theo thì ra hắn còn ở nơi này, bảo vật trong đan thất chắc chắn nằm trên người của hắn, nói không chừng còn có công pháp bắt lấy hắn. Năm người đều hưng phấn, vội vàng đuổi theo. gương mặt nữ tử áo xanh đầy sát ý, nàng hiện tại hận Lang Hàn còn vượt qua cả khao khát bảo vật trên người hắn. nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Lang Hàn. Lang Hàn cũng không có biện pháp, hắn trốn tránh thật tốt, nhưng tên nam tử mặc trang phục màu đen đột nhiên phát bệnh thần kinh xuất trưởng đánh lung tung vừa rồi hắn không xuất thủ, chướng lực kia đánh chúng cũng làm hắn lộ ra nguyên hình. Không có biện pháp, hắn chỉ bọc ra hư không thú, cũng không thể trốn tuyệt đối vào hư không. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, bộc phát tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Năm người nam cung thiến đuổi theo không bỏ, lúc này có thể nhìn ra thực lực của bọn họ khác biệt. Nam tử áo xanh cùng nam tử trang phục áo đen có tốc độ càng nhanh, bọn họ nhanh chóng đuổi kịp Lăng Hàn, ba người đang chậm rãi rút ngắn khoảng cách với nhau. Hắc hắc, người chạy không thoát, nam tử áo xanh cười lạnh nói một câu không nghĩ tới còn có một con cá lọt lưới hơn nữa còn là con cá lớn ngoan ngoãn dừng lại giao công pháp và đan dược ra đây như vậy chúng ta bộc phát thiện tâm cho ngươi chết nhanh chóng tên nam tử trang phục đen cười nói lang hàn không để ý tới hai người này chỉ muốn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn đương nhiên hắn sẽ không mắc lừa vậy thì đừng trách ta không khách khí nam tử áo xanh lấy pho tượng ra sư huynh nam tử trang phục đen vội vàng kêu lên bọn họ muốn bắt sống hơn nữa lực phá hoại của cột sáng thật đáng sợ có khả năng sẽ phá hủy đan dược và công pháp không sao ta ngắm chân của hắn nam tử áo xanh nhếch miệng cười nói trong mắt lộ ra một tia khát máu nam tử trang phục đen gật đầu miễn là người không chết bảo vật không hỏng là được nam tử áo xanh lập tức vận chuyển pháp khí hai mắt bắn phát ra cột sáng màu trắng đúng lúc này một đạo tinh thần sung kích đáng sợ ập tới làm cho hắn sinh ra sợ hãi không cách nào hình dung nổi xèo, cột sáng đánh ra nhưng mất đi chính xác. Nam tử trang phục đen giật mình, bởi vì đạo ánh sáng này càng có thiên hướng bay về phía hắn. Sư huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn gầm lên, với tu vi, của hắn chúng một kích này không chết cũng trọng thương, lực phá hoại thật sự đáng sợ. Nam tử áo xanh lấy lại tinh thần, hắn hơi mờ mịt, nói. Vừa rồi không biết là ai công kích thức hải của ta, làm ta thất thần. Sư huynh, là tiểu tử kia, nữ tử áo xanh ở phía sau truyền âm nói hắn có một loại phương pháp công kích tinh thần, phi thường khó ngăn cản. Thì ra là thế, nam tử áo xanh cười lạnh, hắn lại chờ một lúc, chờ khôi phục năng lực điều động pháp khí trong tay, nhưng lần này hắn sử dụng niệm lực bảo vệ thức hải, còn ngưng kết bí lực thuẫn bảo vệ bên ngoài cơ thể. Ông, công kích của hắn còn chưa đánh ra, sát khí xung kích lại tới, cho dù hắn phòng thủ kỹ càng thì thế nào, vẫn không thể hóa giải sát khí xung kích, còn cảm thấy đầu đớn tê dần, công kích không tự chủ đánh ra ngoài, lúc này đánh sai hướng vô cùng nghiêm trọng tiểu tử này quá khó chơi hắn không nhịn được gầm lên lại càng sinh ra cảm xúc sợ hãi tên trúc cơ kia quá đáng sợ ở phương diện tốc độ có thể so sánh với chú đỉnh thậm chí có nhiều thủ đoạn đánh sư muội của mình tơi bời đánh nàng chật vật chạy trở về nếu dạng người bước vào chú đỉnh sẽ đáng sợ thế nào giết hôm nay nhất định phải giết hắn sát ý của hắn vô cùng kiên định không cần đều đi theo các ngươi tản ra phân bố ở các ngõ ngách nơi này cũng chỉ lớn như vậy thôi luôn có thể chặn đường hắn hắn nói được đám người nam tử trang phục đen đều gật đầu đồng thời tản ra phân ra các hướng khác nhau chỉ có nam tử áo xanh vẫn đuổi theo không bỏ cứ như vậy áp lực của lăng hàn tăng nhiều bởi vì hắn đang chạy nhưng đột nhiên phía trước có người phát động công kích mà người đánh lén lại là cao thủ chú đỉnh cảnh trong tình huống như vậy lăng hàn càng chấn định hắn bỗng nhiên giết trở về bày ra tư thế đơn đấu với nam tử áo xanh ha ha thật sự ngu xuẩn nam tử áo xanh cười lạnh nói ta chính là thiên đỉnh cảnh. Hắn càng không sợ, cho nên lập tức vận dụng công kích tấn công, hắn thu lấy pho tưởng pháp khí trở về, đổi dùng cây gậy quét ngang, năng lượng vô tận sôi trào, hóa thành hào quang chói mắt, có ký hiệu thành phiến, uy lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn chẳng những là thiên đỉnh, hơn nữa còn có phẩm chất ngân đỉnh, chiến lực cao hơn cùng giai một mảng lớn. Lăng Hàn không chút do dự, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, một đạo hỗn độn khí bao phủ người hắn, ánh sáng lóe sáng tấn công nam tử áo xanh, Ông, sát khí công kích đánh tới, nam tử áo xanh hơi dừng lại, sau đó lăng hàn hành động, thiên văn ngọc bay ra. Dưới chân hắn vận chuyển chỉ xích thiên nhai, yêu hầu quyền mang theo năng lượng hủy diệt đánh tới. Chỉ vừa đối mặt với đối phương, lăng hàn đã vận dụng gần như tất cả lá bài tẩy của mình, trừ thiên đạo hỏa bên trong hỗn độn cực lôi tháp. Ầm, um, sát khí xung kích đánh tới, nhưng nam tử áo xanh đã có chuẩn bị, ảnh hưởng với hắn cực kỳ nhỏ bé, mắt thấy thiên văn ngọc đã bay tới, trước người hắn xuất hiện một tấm vải Thiên Văn Ngọc đánh tới liền bị tấm vải bao phủ vào trong, tấm vải không bị xé rách, nó đã bao phủ Thiên Văn Ngọc. Chương 4237, thoát thân. Lăng Hàn giết tới, ánh sáng lôi đình xuất hiện, yêu hầu quyền và năng lượng hủy diệt ập tới. Ha ha, thật sự can đảm lắm. Nam tử áo xanh cười lạnh, nhưng hắn có tu vi thiên đỉnh, mặc người có yêu nghiệt cỡ nào, chúc cơ có thể đối kháng hắn hay sao? Hắn thu hồi vải gấm, cầm côn quét ngang, Lăng Hàn mở nhãn thuật ra, bước chân hơi di động, Lúc này côn ảnh của nam tử áo xanh đã đánh tới. Cái gì? Nam tử áo xanh giật mình, hắn cũng không phải tùy ý quét ngang qua, mà là một loại côn pháp, đừng nhìn chỉ là quét côn nhưng năng lượng dày đặc, có xu thế hình thành tấm lưới lớn. Dưới tình huống như vậy, đối phương vẫn nắm lấy khe hở và thoát thân ra ngoài, nhãn lực đối phương cao minh như vậy sao? Nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn cảm khái, hắn vội vàng vứt côn đi, hai tay hóa quyền tấn công lăng hàn. Cái gọi là ngoài tầm tay với lúc này chính là côn dài không kịp bị người giết đến gần cây côn không thể ứng phó oanh nắm đấm của hai người va chạm với nhau lực lượng kinh khủng va chạm lăng hàn không chút phòng bị và bay ra ngoài nặng nề đâm vào vách tường trực tiếp phá ra một cái động lớn và thoát đi đánh phá bảy mặt tường lúc này lăng hàn mới ngã dầm lên mặt đất hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp vỡ vụn ra muốn động ngón tay cũng cảm thấy khó khăn nhưng hiện tại không phải là lúc hắn có thể nghỉ ngơi hắn vội vàng bò dậy cầm lấy ra hư không thú khoác lên người và che giấu thân hình, lặng lẽ rời đi. Xeo, nam tử áo xanh đã lao đến, hắn nhìn chằm chằm vào nơi lăng hàn ngã xuống, nhưng bây giờ đã không có tung tích lăng hàn. Không tốt, để hắn chạy, hắn oán hận không thôi, cũng nghĩ oanh kích loạn để phát tiết, nhưng hoảng sợ phát hiện trên nắm tay có lực lượng đang ăn món tay của hắn. Đây là thứ gì, hắn kinh hãi, năng lượng này mặc dù yếu ớt nhưng ương ngạnh không gì sánh được hắn sử dụng bí lực xua tan nó đi, nếu không thể khu trừ sạch sẽ thì thứ này sẽ tiếp tục ăn mòn cánh tay của hắn. Mặc dù phá hư không phải rất lớn nhưng giống như giỏi trong xương, phiền phức vô cùng. Tiểu tử này nắm giữ bao nhiêu bí thuật, trong mắt nam tử áo xanh xuất hiện thần thái tham lam, đối phương sử dụng pháp khí, quyền thuật, năng lượng tầng thứ cao và bảo vật che giấu thân thể, nếu như hắn chiếm được tất cả, hắn sẽ mạnh tới mức nào. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, hắn phát ra tín hiệu triệu tập đám người nam cung thiến chạy tới. Người đâu, nữ tử áo xanh vừa đến, lập tức lên tiếng chất vấn. Để hắn chạy mất, nam tử áo xanh nói, nhưng hắn bị ta đả thương, đã bị sư huynh ngươi đả thương, hắn còn có thể chạy đi. Nam tử trang phục đen tràn đầy hoài nghi nói, rước tiếng, ba người nam cung thiến nhau nhau đưa mắt nhìn sang. Nam tử áo xanh tức giận nói, các ngươi không tin ta, ha ha, nam tử trang phục đen cười nhạt một chút, hắn mười phần hoài nghi, có phải đối phương định nuốt riêng bảo vật hay không, sau đó nói dối lăng hàn chạy mất. Nam tử áo xanh cầm lấy thiên văn ngọc và nói, tiểu tử trúc cơ dùng pháp khí niệm lực oanh kích ta, ta không thể không né tránh, cho nên mới nhìn hắn chạy mất. Các ngươi cũng biết, tiểu tử kia có biện pháp ẩn nấp tung tích. Như thế, bốn người khác nửa tin nửa ngờ, chuyện này nghe hợp tình hợp lý, nhưng sự thật như thế nào cũng chỉ có nam tử áo xanh mới biết. Nam cung sư muội làm phiền ngươi đi giữ vững cửa ra vào, ngươi hiểu trận pháp, không đến mức nhìn tiểu tử kia chạy đi. Nam tử áo xanh bắt đầu phân phối nhiệm vụ, nói: "Bốn người chúng ta tiếp tục tìm kiếm tung tích của tiểu tử kia." Phân phối như vậy xem như hợp lý, bốn người đều gật đầu, tạm thời tin tưởng lời hắn nói. Bọn họ chia nhau hành động lần nữa, nhất định phải tìm cho ra tung tích của Lăng Hàn. Nơi này có phòng xá liên miên, Lăng Hàn tùy tiện đi vào một gian phòng, đóng cửa phòng sau đó ngồi xuống ăn đan dược. Trong một kích cuối cùng, hắn va chạm khí lực với nam tử áo xanh, chấn động mạnh tới mức hắn gãy mấy cây xương. Cơ quan nội tạng cũng bị trọng thương, thương thế tương đối nghiêm trọng, cần lập tức chữa thương. Ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi nhân đỉnh, một kích thiên đỉnh đã đánh ta trọng thương. Lăng Hàn lắc đầu, đây là việc không có cách nào, hắn còn kém thiên đỉnh quá xa, có thể thoát thân đã là may mắn. Thiên văn ngọc rơi vào trong tay đối phương, ta nhất định phải cầm về. Lăng Hàn thì thào tự nói, vấn đề là cầm về như thế nào? Trừ phi ta đột phá chú đỉnh, Lăng Hàn lấy đan dược trong đan thất lúc trước ra hắn cẩn thận mở ra xem và phân biệt thật nhiều đan dược đã không thành hình hóa thành hồ dính vào đáy bình đương nhiên dược hiệu trôi mất rất nhiều bình này hẳn là trợ giúp đột phá cảnh giới dược lực nguyên thủy có thể trợ đột phá chân ngã cảnh hiện tại nó chỉ có thể trợ giúp ta đột phá cảnh giới trúc cơ đây là đan dược tăng tu vi dược hiệu cũng trôi mất quá nhiều vừa vặn thích hợp với cảnh giới của ta hiện tại hư ta sẽ đột phá chú đỉnh tại nơi này sau đó đi tính sổ với năm người kia Lăng Hàn cũng không phải người nguyện ý chịu thua thiệt, bị năm người nam cung thiến truy sát liên tục, hắn làm sao không tức giận cơ chứ? Hắn móc dược hồ trong bình ra, sau đó nuốt một miếng là có thể gia tăng tu vi. Qua một lúc, hắn cảm giác trong bụng nóng lên, dường như toàn thân đang bốc cháy. Oanh, năng lượng hùng hồn trong cơ thể phun trào như rời núi lắp biển. Ngoá, tính sai, dược lực này mặc dù suy yếu nhưng nó vẫn vượt qua cảnh giới trước mắt của ta. Ăn cũng đã ăn rồi, chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Lăng Hàn cắn răng, năng lượng trong cơ thể quá kinh khủng, giống như muốn nghiền nát hắn ngay lập tức, thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình đang bành trướng. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng cũng nói rõ năng lượng trong cơ thể hắn kinh người đến cỡ nào, hắn hoàn toàn không thể khống chế nổi. Lang Hàn chỉ có thể vận chuyển cổ dương thiên kinh, liều mạng chuyển hóa những năng lượng này thành bí lực, từ đó lớn mạnh tiên đạo cơ thạch của hắn. Ba, 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 năng lượng mạnh mẽ đâm tới, xương cốt của hắn, cơ quan nội tạng vốn chịu trọng thương, miễn cưỡng mới núi liền xương, vừa bổ sung tổn hại nhưng bị năng lượng ập tới nên lại vỡ ra. Khổ, Lăng Hàn cố nén đau đớn, hắn đang liều mạng hấp thu dược lực, đây chỉ là đau đớn do dược lực biến thành, hắn có thể dựa vào đó khôi phục thương thế. Nửa ngày sau, dược lực đã ổn định trở lại, Lăng Hàn thở ra, trên trán chảy mồ hôi lạnh xen lẫn máu tươi. Hắn đã mất đi nửa cái mạng, hiện tại cả người như bùn nháo, toàn thân trên dưới không có một cục xương và cơ bắp hoàn hảo nhưng tu vi của hắn tăng lên rất lớn cũng không có lãng phí đau khổ vừa rồi dùng phương thức như vậy gia tăng tu vi cái giá phải trả chính là tiêu hao sinh mệnh lăng hàn cảm khái mặc dù dược lực hùng hậu bản thân ẩn chứa năng lượng to lớn khả năng đủ để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh nhưng trong đó chứa năng lượng phá hư thứ này tuyệt đối đang tiêu hao thọ nguyên tương lai của hắn lăng hàn cũng không hối hận sống lâu thêm vài năm nhưng phải sống một cách uất ức thì thế nào nam tử hán đại trượng phu khoái ý ân cừu, tiếu ngạo thiên hạ. Không thể lưu lại nơi này, Lăng Hàn thì thào nói một câu, hắn đã ở đây lâu như vậy, năm người kia đang tới gần nơi này, hắn phải di chuyển sang nơi khác. chương 4238, đột phá chú đỉnh. Lăng Hàn rời khỏi phòng, hắn chưa đi được bao lâu, hắn nhìn thấy nam tử áo xanh và nữ tử áo xanh sóng vai đi từ xa tới nơi này. Hắn vội vàng trốn đến nơi hẻo lánh, cũng ngăn cản máu tươi chảy ra ngoài, tránh máu tươi chảy xuống bại lộ bản thân. Cũng may, hai người kia lục soát từng gian phòng, cũng không tiến hành chú ý tới con đường chung quanh. Lăng Hàn thừa cơ rời đi, hắn phải thoát đi thật nhanh. Không bao lâu, nam tử áo xanh và nữ tử áo xanh đã tìm tới nơi Lăng Hàn ẩn thân trước đó, phát hiện trên mặt đất có một vũng máu lớn. Tìm được, quả nhiên ra hỏa này bị trọng thương. Đáng tiếc, chúng ta vẫn đi muộn một bước. Không sao, hiện tại đã giữ vững cửa lớn, hắn giống như cá trong chậu, sớm muộn gì cũng bị chúng ta tìm được. Đi, hai người tiếp tục truy kích. Lần này Lăng Hàn không có đi vào trong phòng, hắn đào cái hố trong rừng đào sau đó chôn bản thân vào bên trong. Ngược lại, hắn đã là trúc cơ, không cần ăn cơm và hô hấp cũng có thể sống thật tốt. Hắn áp chế thương thế bản thân, sau đó lại phục dụng một chút dược hồ, lần này, hắn chỉ dám ăn một ít. Năng lượng trong cơ thể hắn sôi trào, lần này còn tốt, vẫn nằm trong tầm khống chế của hắn. Qua một giờ sau, Lăng Hàn đã hấp thu toàn bộ dược lực, tu vi tiến bộ rất rõ ràng. Lại đến, Lăng Hàn không ngừng cắn thuốc, hiện tại hắn đã mang lòng oán hận, nhất định phải đột phá chú đỉnh và tính sổ với năm người kia. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn không tiếp tục uống thuốc, hắn hấp thu lực lượng thiên địa lúc mặt trời vừa mọc, đây là thứ dược lực không có. Sau đó hắn tiếp tục cắn thuốc, tiếp tục tu luyện. Theo lý mà nói, cho dù là thuốc bổ cũng không thể phục dụng liên tục, dược tính mất đi chỉ là phụ, thuốc có ba phần độc, ăn nhiều chỉ có hại. Nhưng Lăng Hàn không quan tâm, hắn chỉ cầu gia tăng tu vi mà thôi. Ăn liên tục như vậy, dược hiệu một lần không bằng một lần, nhưng đan dược này rất mạnh, giảm một mảng lớn vẫn có hiệu quả với Lăng Hàn. Đương nhiên, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, độc tính tích lũy không nói trước sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với hắn, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn phục dụng những đan dược khác sẽ không có hiệu quả gì. Năm ngày sau, Lăng Hàn đã gia tăng tu vi lên trúc cực cơ đỉnh phong, thương thế của hắn đã khá hơn phân nửa. Trong năm ngày qua, hắn vẫn hành động vào ban đêm, hắn lưu lại vết máu trong phòng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi mê hoặc năm người nam cung thiến có thể sung kích chú đỉnh ta đã thử qua cho dù có đế binh áp chế sinh linh chi lực vị diện trong cơ thể không đủ trèo trống dư âm ba khối tiên cơ sung kích cho nên xây dựng khối tiên cơ là việc không có khả năng trên thực tế người khác chỉ có một khối tiên cơ ta lại có ba khối đây đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi không thể đột phá nhiều lần như vậy hiện tại ta phải đột phá chú đỉnh tinh võng đúng là đồ tốt chỉ cần có tiền, sinh mệnh bảo quả cấp bậc chú đỉnh cũng không thiếu. Lăng Hàn không lập tức ăn sinh mệnh bảo quả, bởi vì hắn hiện tại chỉ có tu vi trúc cơ đỉnh phong, nhưng vẫn không phải thời cơ đột phá. Hắn đang nằm trên mặt đất, hòa làm một thể với mặt đất và bắt đầu cảm ngộ. Từ trúc cơ đến chú đỉnh, nói ra thì rất đơn giản, nó là quá trình tiên đạo cơ thạch biến thành tiên đỉnh, nhưng mà hình thái chuyển hóa chỉ là một loại biểu tượng, biến hóa chân chính là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Lăng Hàn thả thần thức ra ngoài, tương dung cùng đại địa, tương hợp cùng trời cao. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình, đó là hình ảnh bàn thạch tổ vương ngộ đạo năm đó. Lăng Hàn cũng không có đạt được bất cứ pháp gì của bàn thạch tổ vương nhưng thứ hắn có được còn đáng quý hơn nhiều, đó chính là thời điểm bàn thạch tổ vương gặp các loại khó khăn, đường nghiêng và chắc trở khi đột phá. Chuyện này giống như đại năng lưu lại cảm ngộ của mình, chân quý đến cực điểm. Từ điểm đó có thể thấy được, bàn thạch tổ vương thật sự có ý chí rộng lớn, hắn vô tư truyền thụ những thứ này cho hậu nhân. Lăng Hàn nhìn thấy chính là hình ảnh bàn thạch tổ vương lúc trước lần lượt thất bại cho nên không cần phải bước lên đường rẽ. Hai ngày sau, toàn thân hắn không tỏa ra một chút xíu khí thức nào, giống như biến thành một cỗ thi thể, nhưng trong đầu của hắn đang biến hóa rất mạnh, dường như đang thai ngén thứ gì đó. Ba khối tiền đạo cơ thạch đang phát sinh biến hóa. Chúng nó đang biến hóa thành đỉnh, thân thể Lăng Hàn cũng từ trạng thái yên lặng biến thành sôi trào đáng sợ. Ba đỉnh đều hiện, Lăng Hàn không có cảm giác nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hãi đến mức tận cùng chú đỉnh phân chia tiểu cảnh giới như thế nào đơn giản nhìn số lượng tiên đỉnh một đỉnh là nhân đỉnh cảnh hai đỉnh là địa đỉnh cảnh ba đỉnh là thiên đỉnh cảnh nhưng bây giờ lăng hàn vừa đột phá liền có ngay ba tiên đỉnh chẳng phải nói hắn nhảy qua hai giai đoạn nhân đỉnh và địa đỉnh và bước vào thiên đỉnh hay sao có phương thức đột phá nào như vậy hay không nhưng trên đời này còn có người thứ hai có thể ở thời điểm trúc cơ tu ra ba khối tiên đạo cơ thạch hay sao không có kỳ thích nào có thể tạo ra nhiều khả năng như thế. Oanh, năng lượng thiên địa không ngừng rót vào người, hắn không hấp thu lực lượng từ lúc sáng sớm, nhưng bây giờ lại chủ động tiến vào trong cơ thể của Lăng Hàn, bổ sung bí lực dự trữ của hắn, ra tốc tiên đỉnh biến hóa. Hiu hiu hiu, Nam Cung Thiến và đám người Nam tử áo xanh cùng lướt tới. Lực lượng thiên địa ở nơi này quá kinh người, lực lượng thiên địa vô cùng vô tận, chỉ cần là người tu luyện đều có thể phát hiện ra được. Có trí bảo xuất thế hay sao? trên mặt nam tử trang phục đen lộ ra vẻ chờ mong dị tượng như vậy phát sinh bình thường đều có trí bảo xuất thế hơn nữa không thấy những năng lượng này hội tụ vào mặt đất hay sao đương nhiên là bí bảo xuất hiện dưới nền đất hợp tình hợp lý được trí bảo này chúng ta cũng có thể rời đi bằng không có thể sẽ gặp phải cường địch nam tử áo xanh trầm ngâm nói đường nghiêm kim giả tuyết đã trốn thoát bọn họ vô cùng có khả năng sẽ gọi cường giả đến còn nữa hòn đảo này nổi trên mặt đất dần dần khẳng định sẽ có người tới đây kiểm tra. Cho nên, bọn họ không có khả năng vẫn lưu lại ở nơi này, dù sao không phải người thanh long hoàng triều, bọn họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Đoạt bảo, bọn họ cùng sông tới, muốn đào đất đoạt bảo. Mặc dù lăng hàn đang ở thời khắc mấu chốt khi đột phá, nhưng bản năng tự nhiên của võ giả vẫn còn, khí tức của hắn lập tức bắn ra lực lượng phá đất sông ra ngoài. Đây là bảo vật gì? Thánh dược sao? Vô cùng có khả năng, không thì tại sao có hình người? Năm người nam tử áo xanh đều kích động, bọn họ xông lên đoạt bảo, nhất là nữ tử áo xanh kia, gương mặt của nàng ửng hồng. Nếu đạt được thánh dược, nàng có khả năng khôi phục cánh tay của mình. Cái gì? Khốn kiếp, bọn họ nhanh chóng biết rõ đó là cái gì, đây không phải là thánh dược, mà là tiểu tử trúc cơ kia. Tại sao là ngươi? Nữ tử áo xanh hết sức thất vọng, đối với nàng truyền thừa của thánh nhân còn không trọng yếu bằng thân thể toàn vẹn. Ha ha, rốt cuộc cũng tìm được, bắt lấy hắn, chúng ta mau chóng rời đi. Nam tử áo xanh cười to, chương 4239, đánh không vỡ. Sau khi bắt lấy Lăng Hàn, bọn họ sẽ mau chóng rời đi, tránh gặp phải cường giả mạnh hơn tới tiêu diệt bọn họ. Lăng Hàn không quan tâm tới, hắn đang đột phá điểm mấu chốt. Giết, năm người nam tử áo xanh đồng thời giết tới, muốn bắt lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn trực tiếp rời đi. Đương nhiên đám người nam tử áo xanh sẽ không cho Lăng Hàn cơ hội bỏ chạy, bọn họ vội vàng truy đuổi nhất là nữ tử áo xanh, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, nàng muốn giết người xả hận. Năm người tạo thành vòng vây, bởi vậy, cho dù Lăng Hàn đột nhiên xông ra hay xông loạn các nơi đều nằm trong vòng vây của bọn họ. Lúc này, người chắp cánh cũng khó thoát, nam tử áo xanh lạnh lùng lên tiếng, vòng vây càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, Lăng Hàn sẽ lâm vào tình cảnh sơn cùng thủy tận. Chết, nữ tử áo xanh vùng kiếm chém điên cuồng, nàng phát tiết tất cả oán hận và tức giận. Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, Hỗn độn khí bảo vệ quanh người hắn. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, kiếm khí của nữ tử áo xanh chém tới lại không phá nổi hỗn độn khí, ngược lại bị lực lượng lôi điện phản phệ, điện giật toàn thân tê dại. Đây là bảo khí gì? Đôi mắt bọn họ phát sáng, bảo khí nhất định là thứ siêu phàm, có khí thế không tên, giống như có thể trấn áp thương khung, trấn áp cửu u. Thánh, thánh nhân khí, nhất định là thế, T, hắn đạt được bảo vật tại nơi này, thiên địa dị tượng xuất hiện trước đó có quan hệ với bảo khí kia cho dù nam tử áo xanh đang hoài nghi đây là bảo vật bị lăng hàn chiếm được tại nơi này hiện tại nó cũng phát ra uy năng chân chính oanh 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 năm người nam tử áo xanh oanh kích điên cuồng muốn phá vỡ bảo khí phòng ngự và bắt lấy lăng hàn nhưng bọn họ thật vất vả mới xé đứt một tia hỗn độn khí ngay sau đó có hỗn độn khí cuồn cuộn ập tới bổ sung bọn họ không thể làm gì phải làm sao bây giờ được bảo khí bảo vệ lăng hàn đã đứng ở thế bất bại làm sao bắt được ta đến Nam tử áo xanh nói, hắn vận dụng tượng đá nhắm ngay Lăng Hàn. Xeo, một tia sáng bay tới, hỗn độn khí xuất hiện một khe hở, nhưng chỉ trong nháy mắt hỗn độn khí bổ sung kịp thời, lỗ thủng biến mất. Tấn công cái tháp kia, ý kiến hay, nam tử trang phục đen cầm pháp khí tượng đá, hắn vận dụng bí lực, xeo, một tia sáng bắn vào hỗn độn cực lôi tháp, đế binh chấn động nhẹ giống như sắp sụp đổ. Không phải đế binh không góp sức, trên thực tế thời điểm Lăng Hàn đột phá, hỗn độn cực lôi tháp đang tăng lên nhanh như gió, nếu không, nó làm sao có thể ngăn cản năm tên chú đỉnh liên thủ công kích. Nhưng Lăng Hàn còn chưa chân chính bước vào chú đỉnh, đương nhiên uy lực đế binh cũng có cực hạn, hơn nữa, uy năng của tượng đá quá kinh khủng, nhất định vượt qua cấp bậc thiên đỉnh. Ta đến, pháp khí tượng đá được tiếp sức, đám người Nam Cung Thiến phân biệt thúc giục tượng đá đánh ra từng công kích đáng sợ, đánh vào hỗn độn cực lôi tháp. Hỗn độn cực lôi tháp là vật liệu đế cấp tạo thành, đương nhiên không sợ đả kích, nhưng một đạo công kích lăng lệ đánh tới làm trệch vị trí bảo tháp, cuối cùng nó bị đánh bay ra ngoài và bạo lộ thân thể Lăng Hàn trước mặt năm người. Ha ha, tiểu tử này đang xung kích chú đỉnh, nam tử trang phục đen cười nói, đúng là không biết sống chết, dám đột phá vào lúc này. Giết hắn, trực tiếp siêu hồn, năm người tấn công, đúng lúc này, Lăng Hàn mở mắt ra, dường như có một tia thiểm điện xé rách bầu trời, xé mở tan hắc ám, toàn bộ thế giới chấn động. Năm người nam tử áo xanh giật mình, không tự chủ dừng bước và dừng công kích. Làm sao có thể, một chút cơ mở mắt có thể hù dọa bọn họ sợ hãi. Đó là uy thế lớn tới mức nào? Không đúng, hắn không phải trúc cơ, đã đột phá thành công. Chú đỉnh cảnh, năm người kia hiểu ra, Lăng Hàn đã hoàn thành đột phá, nếu không, tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Không sao, vừa mới đột phá mà thôi, chỉ là nhân đỉnh cảnh yếu ớt. Bọn họ nhanh chóng chấn định lại, đột phá thì thế nào, bên bọn họ có tới năm cao thủ chú đỉnh, hơn nữa có ba người đạt tới thiên đỉnh cảnh càng có đại sát khí nơi tay hắn còn không có độ qua thiên đạo vấn tâm kiếp chúng ta có thể mượn cơ hội này chém hắn năm người xuất thủ lần nữa cũng giết về phía lăng hàn úm lăng hàn quát một tiếng hiện tại chính là lúc thiên đạo vấn tâm nhưng hắn tu lục tự minh vương chú tâm ma không có tác dụng với hắn nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ thần trí của hắn kiên cố không gì sánh kịp hắn không có lục tự minh vương chú vẫn có thể vượt qua dễ dàng chuyện này chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm tâm niệm vừa động hỗn độn cực lôi tháp đã là bay trở về nó lại lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn hỗn độn khí bao phủ toàn thân ầm 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 công kích đánh liên tiếp nhưng không có tác dụng năm người bất đắc dĩ đành phải vận dụng tượng đá oanh kích hỗn độn cực lôi tháp oanh kích mấy lần liên tục hỗn độn cực lôi tháp bị đánh bay lần nữa lăng hàn lại xuất hiện đến chiến hai tay lăng hàn thả lỏng sau lưng hắn không đặt năm người vào trong mắt hắn đã chém giết tâm ma hoàn toàn bước vào chú đỉnh cảnh Hắn cường đại hơn bao giờ hết, đột phá đại cảnh giới khác xa đột phá tiểu cảnh giới, Lăng Hàn có loại cảm giác, 10 mình trước khi đột phá còn không phải đối thủ của mình hiện tại. Việc này giúp hắn tự tin, hắn dùng tư thế cường giả quan sát năm người trước mặt. Đúng là trò cười, chỉ là nhân đỉnh mà thôi. Nam tử áo xanh khinh thường nói một câu, "Thật sao?" Lăng Hàn thả tiên đỉnh của mình ra ngoài, ba tiên đỉnh xuất hiện, không phải đồng không phải bạc không phải vàng, tiên đỉnh do tảng đá tạo thành, cổ xưa mà tang thương. Ngóa. Năm người nam tử áo xanh ngơ ngác, đã xảy ra chuyện gì? Ba đỉnh, ba đỉnh không phải liền là thiên đỉnh cảnh sao? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, gia hỏa này lúc trước chỉ là trúc cơ, đột phá không phải là nhân đỉnh cảnh sao? Vừa đột phá đã là thiên đỉnh, đây là việc đầm rồng hang hổ. Còn nữa, ba đỉnh đều không đủ, đã xảy ra chuyện quỷ quái gì? Còn nữa, tiên đỉnh là tảng đá, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ chưa từng nghe nói về tiên đỉnh như thế, nhưng bọn họ lập tức phát hiện khí thế của mình bị áp chế tiên đỉnh của lăng hàn phóng xuất khí tức bá đạo tuyệt luân bọn họ sinh ra ý niệm thần phục việc này làm bọn họ đổ mồ hôi lạnh trong tình thế như vậy thực lực của bọn họ yếu đi một nửa có phần thắng sao đối mặt với một chú đỉnh vừa đột phá hơn nữa bên mình còn chiếm ưu thế nhân số nhưng năm người nam tử áo xanh lại sinh ra sợ hãi không tên dùng pháp khí đánh chết hắn nam tử áo xanh phản ứng đầu tiên tay cầm tượng đá hắn rót bí lực vào sau đó bắn ra một tia sáng vào người Lăng Hàn. Âm, đánh chúng, ánh sáng chớp tắt liên tục, năm người nam tử áo xanh sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn không tránh không né, hắn dám nhìn pháp khí tấn công vào người, sau đó bọn họ gieo hò, bị pháp khí đánh chúng, Lăng Hàn phải chết không nghi ngờ.